Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 Khôi Tinh Chiến Ngũ Quan, Hồi 4 Kết thúc chương 9 Hai thiếu nữ là khuê mật thân thiết, có quan hệ cá nhân rất tốt, thường nó nói chuyện vui đùa, không hề có ác ý. Dù sao Quỳnh Phương cũng là hoàng thân quốc thích, sau khi đỏ mặt liền bình tĩnh lại nàng kéo món tay tuyết trắng như ngọc của Quyên Nhi, nhìn về phía liều đông, lại cười nói. Đừng tổn hại ta trước, người cũng đã hai mươi mấy rồi, rốt cuộc trong lòng yêu thích ai, đã từng suy nghĩ chưa? Quyên Nhi nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy hai thanh niên trẻ tuổi đang chăm chú nhìn mình, một người hình thể uy phong, khoảng ba tư ba lăm tuổi, khuôn mặt nam tính trang nghiêm, người kia diện mạo trong sạch, đoàn ổn văn tú. Khoảng 25. 26 tuổi. Hai người đều chăm chú nhìn không chớp mắt. Quỳnh Phương mỉm cười nói, Sơn Đông Tống thông minh võ dũng hơn người, Hà Bắc Trúc Khang phong lưu tiêu sái, người rốt cuộc thích ai, đã có chủ ý chưa? Quyền Nhi vẻ mặt buồn rầu, lấy tay đặt lên chán, ngượng ngùng nói, phiền chết, đều là sư tỷ mỗi ngày đều xem mắt, cũng thật hại chết người. Quỳnh Phương mở quạt xếp, che miệng cười khẽ, nói, hồng nhan họa thủy tuyệt đại yêu cơ, người chớ chọc đến tứ đại gia tộc luận võ cầu thân, đến lúc đó lại có thêm một lôi đài. Quyền nhi ra đầu tê giải, mắt thấy tống thông minh nhếch miệng cười tâu tuết, đại hán sơn đông trong miệng tràn ngập mùi hành tỏi, cách rất xa ước chừng 10 trượng nhưng cũng theo gió bay tới. Nàng trong lòng kêu khổ, tay trái che mũi, bỗng thấy Trúc Khang hơi sửa lại tóc, một tay nhẹ nhàng ôm cầm, nghĩ lại sót cho bộ dáng công tử tuấn tú, Quyên Nhi khóc thét một tiếng, vội vàng tay phải che mắt, vội vàng thoát đi. Quỳnh Phương xem đập vào mắt, nhìn không được Kiều Thanh cười to, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới sự tích hoa sơn tam quái, lại cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Quyền Nhi nhìn có vẻ vẫn rất ngây thơ, kỳ thật nàng nhiều lần trải qua biến cố, đã có trải nghiệm hiểu lòng người hơn. Năm ấy cử hoa sơn bùng nổ đại hỏa, môn nhân hoặc chết, hoặc tán, Quyên Nhi tuy là một nữ hài nhi nhỏ nhưng lại có cốt khí, liền lấy phương hoa chi linh độc thủ sư môn. Đáng thương nàng võ công còn yếu, lại còn trẻ nên bị các đại môn phái bắt nạt lừa dối, cướp bóc tài bảo dụng đất không còn. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối cắn răng chịu khổ, kiên trì không đi. Sau lại sư tỷ nghe được tin tức, liền vội vàng trở về núi Đoàn tụ. Sư tỷ vừa đến, tỷ phu liền lập tức tới giúp đỡ. Tình thế chợt nghịch chuyển sợ tới mức khắp nơi cường địch né xa ba thước. Sau đó tỉ muội lần đầu tiên khai quật ra bí kíp võ công sư môn để lại, sau đó đoạt lại từng chân bảo tài vật trên núi, mới có diện mạo cửu hoa sơn cường thịnh hôm nay. Nhân vật võ lâm mỗi lần cùng sư tỉ muội nàng tương ngộ, mỗi lần tỉnh giác nhìn thấy thân ảnh hùng vĩ sau lưng các nàng, đều sợ hãi kiêng kỵ mấy năm nay người cửu hoa hành tàu giang hồ, lại là mọi việc đều thuận lợi luận võ sắp bắt đầu, Quỳnh Phương lo lắng người trong nhà nên nhìn về phía liều đông, chỉ nhìn qua cũng không thấy bóng dáng môn hạ hoa sơn, chỉ có một vị triệu lão tiên sinh đã đến. Nhìn hắn đơn độc ngồi trong lều ngủ gật, còn lại người chờ lại chẳng biết đi đâu. Quỳnh Phương có chút hoảng hốt, tâm có chút hốt hoảng, nhớ tới người tuổi tác càng lớn, hành sự càng thêm sơ sẩy, vội vàng đi tới bên cạnh triệu ngũ, ôm quyền nói. Ngũ ra, triệu lão tiên sinh chính là triệu lão ngũ năm đó, tính ra đã 70 rồi, một khi ngủ gật, thật sự phách lôi đánh cũng không tình. Quỳnh Phương thấy trên người triệu lão ngũ dơ bẩn, cũng không dám dùng tay chạm vào hắn, nhìn chung quanh không thấy ai, liền dùng quạt gõ vào chán một cái, lại lần nữa hô, ngũ ra. Triệu lão ngũ ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ, bỗng nhiên bị người ta đánh tỉnh, nhất thời mở đôi mắt buồn ngủ, nhíu mày nói, vị nào? Quỳnh Phương mỉm cười chống đỡ, hòa nhã nói, ngũ ra. Triệu lão ngũ thấy khuôn mặt thanh tú này, vội vàng ngồi dậy, lớn tiếng nói, đại tiểu thư. Quỳnh Phương đang mặc nam trang, không thích bị người khác gọi như thế, nhưng triệu ngũ là trưởng bối, cũng chỉ có nhịn xuống, lập tức hỏi. Trưởng môn nhân nhà ngươi đâu? Triệu lão ngũ xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mờ mịt nói, sao thế? Còn chưa tới sao? Quỳnh Phương vừa nghe lời này, nhớ tới hoa sơn đầy hạng người tinh linh cổ quái, đừng lại đi gây chuyện thị phi, vội hỏi nói, bọn họ còn chưa vào kinh sao. Triệu lão ngũ khi tuổi trẻ tính tình táo bảo, chính là nhân vật tiểu đồng lứa hoa sơn sợ hãi nhất, lúc này tuổi tác đã cao, lại có vẻ thập phần hiền từ, nghe hắn ha hà cười nói, đương nhiên đã vào kinh, hoa sơn song tiên của chúng ta ồn ào, nói ba tháng không gặp người, như cách tám thu muốn tô trưởng môn chuẩn bị chốt lễ vật cho người bọn họ đi tới nhiều cửa hiệu nhưng đều không tìm được thứ gì ưng ý một đường từ đại minh môn đi đến thừa thiên môn lại từ thừa thiên môn đi đến tả thuận môn ta tuổi cao không thể đồng hành tài nghe hắn lại nhải nói liên miên tán hưu tán vượn quỳnh phương tất nhiên là không chịu nổi quấy nhiễu lập tức vội vàng chắp tay cáo từ vội vàng rời giáo trường đi tìm tung tích của đám ngọc thanh quan quỳnh phương rời khỏi giáo trường nhưng sứ thần mông cổ vẫn đang cầm thánh chỉ liều mạng tụng niệm lại qua thời gian ba chén trà niệm đến miệng khô lưỡi khô mắt oai miệng nghiêng rốt cuộc đọc xong ai ngờ hà đại nhân tìm vũ nhạc sinh thông dịch lại nổi cơn giận dữ muốn thao thao bất tuyệt phản bác hồ chí liêm trong lòng cả kinh liền sợ hai bên ngươi tới ta đi không khỏi chậm trễ canh giờ vội vàng ngăn cản cười làm lành nói các quỹ đại nhân dừng bước đi. Hà Đại Nhân cả giận nói, ngươi làm gì, không màng mặt mũi thánh thượng sao? Hồ Chí Liêm xuất thân bảng nhãn, nhã thiện chính luận, quen thuộc nhất với những lời ám chỉ của triều đình, lập tức nhắc lại chuyện cũ, thấp giọng nói, Đại Nhân, chuyện ông Kim Thành năm trước, ngài đã quên rồi sao? Hà Đại Nhân trong lòng dùng mình, lúc này mới nhớ lại chuyện cũ. Năm trước luận võ ở Bắc Kinh, võ nhân chưa đấu võ, văn thần đã đấu miệng, đại thần hai bên châm chọc lẫn nhau, người tới ta đi, nói đến hơn 40 tấu trương, chính ngọ tỷ thí bị trì hoãn cho đến đêm. Sau lại tới ông Kim Thành, thát đát quốc lễ thượng vãng lai, cũng tìm người trình diễn ca vũ chiêu đãi quan khách, tất cả vỡ diễn chỉ nhằm mục đích chê diễu tình hình Bắc Kinh, đại thần Trung Quốc cuồng nổ, toàn bộ ra khỏi hội trường, tỷ thí vì điều này mà bị hoãn 7 ngày. Từ đó về sau hai nước thống nhất với nhau ngày sau lễ tiết khôi tinh chiến ngũ quan giản lược một chút ngoại trừ việc chứng kiến đại thần khâm sai tuyên trì ở ngoài bất kể là thái sư đại học sĩ hay ngũ quân đại đô đốc không được trình diện quấy dây một quy củ khác được quy định là cao thủ hai bên xuất chiến không bị hạn chế bởi các nghi lễ triều đình gặp mặt khâm sai hai nước không cần quỳ xuống miễn sinh tranh chấp hà đại nhân nhớ tới chuyện cũ miễn cưỡng kiềm chế lửa giận vất tay liền nói cũng được ngươi là chủ sự, ngươi chủ chỉ đi. Hồ Chí Liêm sớm có ý này, hơi khom người hành lễ, liền lập tức thi hành nhập lôi đài, cất cao giọng nói, chư vị anh hùng hào kiệt, nhận được nhị quân thánh ân, khôi tinh chiến ngũ quan mấy năm liên tục tổ chức, thỉnh chư quân lúc giao đấu, phải tự suy nghĩ bắt tự chân lý dùng võ kết bạn, điểm đến thì dừng. Một không ám chiêu đánh lén, hai không được vận sự ám khí, không tẩm độc binh khí, mọi việc quang minh lỗi lạc không thẹn quân chủ phó thác tứ cảnh thương sinh kính ngưỡng hồ chí liêm tuy không phải nhân vật giang hồ nhưng hắn mấy năm liên tục tổ chức so giáo quy tắc hiểu tường tận các văn thần khác không thể so hắn giảng giải pháp tắc tỉ thí một hồi rồi bước đến một chiếc bàn dài cạnh lôi đài hành lễ với sáu văn thần hòa nhã nói vài vị đại nhân trong chốc lát thỉnh chứng kiến thắng thua tương sĩ nếu có vi phạm quy định lập tức báo ngay, đừng thiên vị. Trên chiếc bàn dài sáu quan viên ngồi, hán mông nửa này nửa nọ, có đôi chứ không chỉ một, phần nhiều là hạng người tuổi già sức yếu. Sáu quan viên chứng kiến lại chỉ có một thanh niên, nhìn người này khuôn mặt trắng trẻo không có dâu, mặt như quan ngọc, mặc một bộ chiều bào ngũ phẩm hình chim chỉ, chính là Dương Thiệu Kỳ. Sau khi nghe yêu cầu, từng người đứng dậy đáp lễ, đều nói ta sẽ cố gắng hết sức để ti ti diễn ra công bằng, không có sai sót. Dương Thiệu Kỳ sau khi hành lễ liền ngồi xuống, ánh mắt liếc đi nơi khác, lại nhìn về phía A Tú, muốn xem đứa nhỏ này lại chạy trốn không thấy bóng người hay không. Lúc này A Tú sớm đã bị gia đình hung hăng siết chân, chỉ đau đớn hét lên, không thể đi tắc quái được nữa, nên chỉ thành thật ngồi một chỗ. Quản gia nhìn thấy Dương Thiệu Kỳ tự hồ như ngồi nghiêm trình, ánh mắt cũng không ngừng hướng về phía trước hiển nhiên đang lưu ý tới động tĩnh của a tú quản gia trong lòng phát lạnh gấp hướng a tú nói thiếu gia an phận chút nhị lão gia vẫn đang canh chừng người a tú duỗi người tự biết thúc thúc cá tính tao nhã luôn luôn yêu thương chính mình để hắn nhìn vài lần cũng không sợ hãi dù sao chỉ cần không gặp cha thì muốn làm gì thì làm lập tức ngáp liên tục không tỏ ý kiến đang lúc mệt mỏi trên lối đi khán đài lại truyền đến một trận xôn xao chỉ thấy vài tên quan quân cao lớn lưng đeo cương đao thân xuyên giáp sắt đang dọn đường giữa đám đông một mỹ phụ đi đến nàng kia áo khoác lông trồn tuyết đen ngắn tay mỏng diễm lệ chiếu người vừa bước vào liền làm vô số khách khứa đứng dậy hành lễ liền vào lúc này một tiểu nữ hài nhi chạy tới tiếng hoan hô nói nương người đã tới a à, tú thấy hoa muội nhảy qua ôm mỹ phụ kia liên tục hôn lên má nàng, hai mẹ con dung mạo cực kỳ giống nhau, nhất thời diễm quang lan tỏa tứ phía. Quản gia tán thưởng nói, người đẹp hơn hoa, thật sự là hai mẹ con xinh đẹp nhất kinh thành. Mỹ phụ kia vừa ấn, rất nhiều người dũng mãnh vào giữa sân, bao quanh bốn phía hộ vệ, những người lạ lập tức bị đuổi đi. Mắt thấy Mỹ phụ kia nắm tay hoa muội đi về phía ghế ngồi, quản gia cúi đầu lại dài, hoảng nói, ngụ phu nhân, Mỹ phụ kia thả A Tú ngồi bên cạnh nhất thời nhẹ nhàng cười, nói, tiểu nghịch ngợm, ngươi cũng tới. A Tú nhét miệng cười, cười gượng nói, ngũ A Di. Mỹ phụ kia khẽ gật đầu, tự mình ngồi xuống. Hoa muội thấy mẫu thân đã đến, chỉ quấn lấy mụ mụ nói chuyện, không hề để ý tới A Tú. A Tú từ trên ghế nhìn quanh, thầm nghĩ, quái, dùng khanh đại ca không phải yêu luyện võ nhất sao? hôm nay náo nhiệt như vậy lại không thấy bóng dáng hắn đâu đang suy nghĩ chợt thấy cờ thường trên lôi đài chuyển động một giọng nam mạnh mẽ hét lên trung quốc mông cổ hai bên tiên phong xuất trận khôi tinh chiến ngũ quan sắp bắt đầu tiếng chiêng vang lên ầm ĩ nhân sĩ trong ngoài đều chấn động a à tú tuy chưa từng bái sư học nghệ nhưng cũng từng đi theo phụ thân luyện qua một ít võ công nhập môn khi thấy sắp có trận đấu tự cũng cảm thấy hưng phấn vội vàng tập trung quan sát lôi đài, đối với việc ngoài thân việc không để ý tới. Tiếng cổng vang lên, tiên phong đại tướng từ mỗi lều bước ra, đông đầu là chủ vị, thấy một đạo sĩ tay đề trường kiếm, khom người đi ra, là một trong thất hùng điểm thương, ngọc xuyên tử. Tây đầu mông cổ, người tới là khách, đợi ngọc xuyên tử lên đài, một đại hán mới vừa đi ra, đi lên bậc thang, các cao thủ hai bên đều thành thật, chưa từng khoe khoang khinh công thân pháp. Kể từ khi bắt đầu khôi tinh chiến ngũ quan, 8 năm qua điểm thương sơn chưa từng phái ra cao thủ tham dự hội nghị, thắng cũng dính không đến vinh quang, thua cũng ai không mắng, tươi như người ngoài cuộc. Nga mi, không động đều từng phái người ra cửa xuất trinh, tuy nói có thắng có thua, nhưng vẫn tốt hơn phất cờ hò reo, vây xem trợ trận. Khó khăn điểm thương sơn mới phải ra đại tướng trận thứ nhất ở khôi tinh chiến ngũ quan, Ngọc Xuyên Tử tất nhiên là nghĩ mọi cách mềm cầu ngạnh bức, lúc này mới được trưởng môn Hải Xuyên từ chính miệng nhận lời, có thể đảm đương nhiệm vụ tiên phong. Mông cổ hào thủ gọi là tông trạch tư ba, tay cầm song đao, ánh mắt như ưng, chắp tay hành lễ đi qua, rồi cúi đầu xuống đất chờ Ngọc Xuyên từ phát chiêu. Nghĩ đến người này tất là ít lời thận trọng, mình không được khinh suất. Điểm thương vốn thuộc tứ hùng tứ cường võ lâm, trải qua nhiều năm tài bồi, ngoài bảy cao thủ trong môn phái ra, còn có rất nhiều đệ tử đời thứ hai quật khởi giang hồ. Lúc này hắn thấy giữa sân khách khứa tụ tập, các quỹ đại nhân đích thân đến quan khán, môn nhân bên ta cũng đều đầy mặt ngưỡng mộ, đều đang chờ chính mình đại hiền thần uy. Ngọc Xuyên Tử tuy đã qua tuổi 50, nhưng hắn cả đời áo rồng, nào đã trải qua cảnh tượng như vậy tất nhiên là chấn hưng tinh thần, thầm nghĩ. Năm trước cao thiên uy nhất cử đánh sập năm đại cao thủ của người ta, địa vị của hắn trong giang hồ tăng vọt thiên tướng phủ già trẻ đắc ý. N xem ta hôm nay nhất định phải uy phong lẫm lẫm, ít nhất đánh hạ hai đại tướng, trở về có thể mở tổ đường, dâng hương tế tổ. Hắn cân nhắc sự nghiệp to lớn của mình, cười ngâm ngâm rút kiếm ra, dỗi chỉ hướng tông trạch tư ba, mỉm cười nói, vị lão huynh, bần đạo là điểm thương thất hùng đứng hàng thứ ba ngọc xuyên tử, nhân xưng phi kiếm đoạt hồng. Lão đạo ba tuổi đánh mãnh hổ 5 tuổi Trảm Giao Long, 7 tuổi Hành Thượng Quý Châu Tuân Nghĩa, chiến đấu với hàng trăm đứa trẻ, gặp gỡ bần đảo, vẫn khí ngươi không tốt rồi. So giáo đấu võ, Hồ Chí Liêm vui vẻ quay trở lại đầu phía đông, hắn thân chịu hoàng mệnh, người xuất trận phía Trung Quốc được chọn đều do hắn dốc hết sức tiến bảo, tự muốn cùng đệ tử chư đại môn phái cộng quan chiến cục, nhiên sách nghĩ lược. Trận thứ nhất đấu võ, Ngọc Xuyên từ tử thân là lão tướng, gánh vác trách nhiệm tiên phong, ấn phương lược định ra ban đầu, nên từ tay hắn đánh hạ một hai gã hào thủ, nào biết bất quá mới lên đài, liền nghe Ngọc Xuyên từ lải nhải, như lão thái bà ra cửa mua đồ ăn, nơi nào có phong thái của tuyệt đại cao thủ. Hồ Thị Lang không khỏi có chút kinh hoàng, vội hỏi điểm thương trưởng môn bên cạnh, nói, Hải Xuyên đạo trưởng, vị tam sư đệ này của ngài. Khủ, được không? Hải Xuyên từ sắc mặt không do dự, còn chưa đáp lời giữa sân soát một tiếng trường kiếm được rút ra khỏi vỏ ngọc xuyên tử đã cầm kiếm trong tay hồ chí liêm nhìn hắn khinh khinh xào xào khởi động kiếm hoa tuổi tác tuy lão thân pháp lại tinh diệu nghĩ đến võ nghệ không tầm thường chính mình lại đã khinh thường hắn hải xuyên tử thấy hắn khá kinh ngạc duỗi ngón út ra chỉ hướng về phía lôi đài nghiễm nhiên nói thị lang a à, thị lang điểm thương ta uy trấn tây nam không đâu địch nổi ngài ngôn ngữ khinh bạc như thế, chẳng phải khiến anh hùng giang hồ tâm lạnh sao? Hồ Chí Liêm trở về, trong lòng không giận lại vui mừng, vội nói, đạo trưởng trách cứ đúng, hạ quan sát thật nói lỡ. Hắn lau mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tống Thông Minh và Quyên Nhi thần ni đều chuẩn bị lên đài, trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ. Kế sách của quốc trượng đại nhân rất có chỗ hành hiểm, vô luận như thế nào, ít nhất đến trông đỡ được đến trận thứ tư chiến cuộc đừng nghiêng về một bên mới tốt. Dưới đài hồ chí liêm mồ hôi lạnh chảy dòng, trên đài ngọc xuyên từ lại vẫn cười nói phong nguyệt. Chỉ thấy lão đạo này thần thái tiêu sái, nói, tông trạch tiên sinh, hay là tư ba tiên sinh, ta trong chốc lát sử chiêu thức, quả thật song chiêu hợp bích kỳ chiêu, tả lộ xưng điểm thương mọc tụ công, hữu lộ là hồi long thập bát kiếm, cứng cáp cổ sơ, khi thế lẫm người, bởi vì ta là đệ nhất tiên phong thượng quốc, đặc biệt nói cho ngươi biết để tránh ngươi trông đỡ không kịp nếu có tử thương không khỏi bị thương hòa khí hắn nói thông khoái lập tức tay áo trái chớp động lộ ra một cây xích châm chính là thần vật mượn từ chỗ sư huynh xích xuyên tử đi theo mũi kiếm tay phải giơ lên hét lên quát tông trạch huynh không tư ba huynh tại hạ thất lễ tiếng chưa tất trong giây lát nghe được một tiếng quái giống tông trạch tư ba hai chân vừa dẫm đôi chân to hướng thẳng mặt tới thoáng chốc sẽ in lên ngực ngọc xuyên từ hai tay trái phải ra chiêu mọi chiêu thức đều dùng sau lưng người ta chỉ nghe hắn kêu một tiếng to hô lễ thân thể hắn bay thẳng ra như một cái túi rách lăn ngược về phía lầu đông xô ngã vô số bàn ghế dọc đường ngọc xuyên từ ngã xuống đất môi phát run mọi người không biết hắn chết sống như thế nào lập tức vội vàng đi xem bỗng nghe vị hảo thủ này hai mắt trợn lên hô lớn, xong rồi. Một câu thất lễ, Ngọc Xuyên từ đã ngã về phía liều đông, được cáng đưa đi trị thương, khách khứa đều hoảng sợ. Những người còn lại trong võ lâm đều nghị luận sôi nổi. Đối thủ võ công mạnh mẽ quỷ quyệt, chưa tướng Trung Quốc lên đài đều chấn động. Hồ Chí Liêm sâu thảm cười, thầm nghĩ, địch cường ta nhược, mạng ta xong rồi. Chợt hiểu quân thần Mông Cổ muốn nhất định phải thắng trong trận chiến này, càng cảm thấy sợ hãi. Tháng bài đã được phân định, chứng kiến triều nghiệp quan nghị, một quan viên bước vào đấu trường, người này mặt như quan ngọc, thần thái thong dong, đúng là Dương Thiệu Kỳ. Hắn đem cờ thưởng đưa vào trong tay khâm sai mông cổ, cất cao giọng nói, trận chiến đầu tiên tiên phong khôi tinh chiến ngũ quan, chúc mừng mông cổ đã chiến thắng. Khâm sai mông cổ đắc ý rào rạt, liếc nhìn sang các quỹ Trung Quốc hà đại nhân nhìn quen sóng to gió lớn thật ra không chút hoang mang nhìn thấy dương thiệu kỳ đi ngang qua lôi đài thuận thế liền nắm lấy tay hắn thấp giọng cười nói dương lang trung càng ngày ngày càng có phong thái của lệnh huynh dương thiệu kỳ mỉm cười chắp tay đáp lễ nói ra huynh văn võ toàn năng há là tiểu tử tay trói gà không chặt có thể so các quỷ đại nhân chính là quá yêu hà đại nhân cười ha ha nói còn nói nhìn người khiêm tốn như vậy chẳng phải cũng giống nhau sao dương giao huynh đệ nhà ngươi thật đúng là từ một khuôn mẫu mà ra hắn còn muốn nói nữa dương thiệu kỳ thân là người chứng kiến có nhiệm vụ quan trọng lại cũng không tiện lại bồi lời nói lập tức chắp tay thi lễ ngồi vào chỗ của mình trận chiến đầu tiên thắng được tông trạch tư ba chiếu xa luân chiến quy củ ở trên đài chờ địch thủ tiếp theo chỉ thấy hai tay hắn xoay tròn trôi đao, cũng không thèm nhìn tới, song đao đưa trở lại, xoát một tiếng, đã vững vàng sát hợp vào vỏ trên thắt lưng. Hắn nộ mục nhìn phía liều đông, lấy hán ngữ quát, tại hạ họ tông, mông danh trạch tư ba, cha là người hán, mẹ là người mông, đà chủ song đao hội mạc bắc khai bình, còn thỉnh vị anh hùng tiếp theo khi lên đài chỉ giáo, chớ miệng lại đầy ngôn ngữ nhàm chán nếu không đừng trách ta xuống tay không dung tình người này hán ngữ lưu loát lời nói diện ý đầy mặt dữ tợn hồ chí liêm trong lòng thất kinh hoảng nói người này bộ dáng rất hung ác chúng ta đánh thắng không tiếng chưa tắt nghe được một người lạnh lùng thốt hồ thị lang làm phiền ngài ngậm miệng lại tài nghe người tới nói chuyện vô lễ hồ chí liêm lòng tràn đầy kinh ngạc còn đang nói một đại hán cao chín thước từ trong lều đã bước lên đài một thanh âm vang lên, tinh quang bạo khởi, Tường Ưng Bảo Đao phá không chém ra, đơn đao vũ động như bánh xe, chiến đấu kịch liệt với Tông Trạch Tư Ba. Trung Quốc thứ Phong Tống thông minh, Sơn Đông thần đao nhị đại thiếu chủ giao chiến, đây mới là phong thái cao thủ Trung Quốc chân chính. Đơn đao đối song đao, thân ảnh hai bên đan sen, ba loại vũ khí lần lượt lên xuống, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Tường Ưng Bảo Đao sắc nhọn vô cùng được đúc và rèn bởi hồng võ thiên lô của Giang Nam Âu Dương Gia, đầu đao to rộng, có hình dạng giống như một cây sẻng, còn được gọi là thiên hùng, xứng với đao pháp mau lẻ của Tống Thông Minh, nhất thời không hề có chút sơ hở nào. Tông Trạch Tư Ba thấy binh khí đối thủ lợi hại, song đao mỗi lần va chạm với thần binh của hắn liền tạo ra tia lửa, song đao của hắn chính là phụ tổ truyền lại, đao pháp thừa kế, mắt thấy đao bị thương tổn nặng, tự cảm thấy đau lòng lập tức dùng đến cận chiến. Thứ nhất bảo toàn song đao, thứ hai là để chiếm thế thượng phong bằng kỹ thuật đấu vật của người Mông Cổ. Mông Cổ dân phong chất phác, tính thượng võ dũng, giỏi nhất là cưỡi ngựa và đấu vật. Phàm là hào thủ xuất thân Mông Cổ, vô luận nên người sư thừa phương nào, từ nhỏ nhiều tập đấu vật, đợi sau khi trưởng thành lấy võ công tự thân phối hợp chiêu thức quang ngã, diễn ra vô số sát chiêu đặc dị, năm đó tát ma trong ngoài tinh tu chính là nhân tài kiệt xuất. Nếu không phải những năm gần đây thường xuyên tiếp xúc với võ thuật Mông Cổ, Trung Nguyên nhân sĩ sợ còn không biết thế gian lại có đấu pháp bậc này. Mắt thấy tông trạch tư ba đến gần mình, hắn dùng hai tay lật ngược chuôi đao, lưỡi đao áp sát vào cánh tay, xoay một vòng, tiếng gió rít bắt đầu vang lên. Nắm đao bắc phong chiều này đao phủ chạm đầu, sức mạnh giao ẩn chứa nội lực, lực eo, lực cổ tay, hơn nữa thân chuyển cực nhanh, Ất nhiên là dũng mãnh dị thường. Tống Thông Minh từ trước đến nay, tính cách cương liệt, cùng nãi phụ tính tình giống nhau, mắt thấy đối thủ muốn quyết chiến gần hơn phân ra thắng bại, nhất thời không nhượng bộ, ngược lại tiến ra đón. Tông Trạch tư ba trong lòng đại hỉ, song đao của ta xưa nay lực lớn, Bắc Quốc vô địch thủ, người này lại muốn lấy điểm yếu của mình để tấn công vào điểm mạnh của kẻ địch, mất công ta đảm nhận trận chiến thứ hai, hành sự lại sơ hở như thế. Tông Trạch Tư Ba đã thắng trận đầu tiên, chỉ cần thắng trận thứ hai, trận thứ ba chỉ là một nha đầu của cửu Hoa Sơn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Thời cơ thắng bại đã gần đến, ánh đào ảnh động, binh khí của nhau đã đến trước mặt đối phương một trường, một trường đó là mười thước, nhưng này hai người thân hình cực kỳ cao trắng, giang rộng hai tay dài gần mấy trường, hơn nữa trên tay cầm đao, mười thước với bọn họ mà nói, thẳng tựa như duỗi tay. Tông trạch tư ba tuy xoay tròn rất nhanh nhưng bước chân ẩn chứa kỳ chiêu, thấy chân trái của hắn vươn tới tiến tới cắm vào mã bộ của Tống Thông Minh, ám sử chiêu thức vật lộn. Tống Thông Minh thấy bước chân đối phương chiếm thượng phong, trong lòng tất nhiên là dùng mình, đây là động tác nặng nhất trong đấu vật, chỉ cần đứng vững, cho dù đối thủ có khí lực gấp đôi, cũng khó có thể xoay người, mắt thấy đối phương binh lâm thành hạ, đang muốn nghiêng bước thoái nhượng, bỗng nhiên thấy hoa mắt đơn đao đã bổ thẳng vào đầu chính là bắc phong trừ như đao phủ kia xung quanh vang lên một tiếng động lớn tông trạch tư ba một tay vung đao mạnh mẽ đâm xuống thân trên của tống thông minh cố hết sức quá mức ngực khí huyết cuồn cuộn không khỏi lắc lư tông trạch tư ba nhìn thấy cơ hội không bỏ lỡ đá chéo chân trái quét về phía tống thông minh mọi người thấy thế đều lộ vẻ hoảng loạn đối thủ xoay người xuất đao lực cổ tay hùng cường cộng thêm nội lực và sức mạnh ở thắt lưng tam lực cùng phát ra tống thông minh đã không thể so được thấy hắn đã dùng quá nhiều sức trọng tâm trạch hướng nếu chịu tác dụng của ngoại lực chắc chắn sẽ bị ngã bỗng nghe một tiếng trầm vang cẳng chân quét đã đá trúng chân cốt của tống thông minh tông trạch tư ba mỉm cười chỉ cần tống thông minh ngã xuống đất hắn sẽ xoay tròn giữa không trung hạ sát thủ đến lúc đó song đao cùng ra gót chân bị đánh ngã vô số chiêu thức uy lực tung ra chẳng những tống thông minh bại trận sợ hắn còn bị tổn thương da thịt hồ chí liêm kêu khổ thấu trời đã thua hai trận liên tiếp có gì lợi hại gấp hướng quyên nhi nói cô nương mau mau chuẩn bị trong chốc lát chạy nhanh lên đài tiêu hao hắn chốt khí lực quyên nhi lại một tay chống cằm buồn bã ỉu xỉu nói gấp cái gì đâu còn đang đánh mà hồ chí liêm thở dài vội vàng nhìn phía giữa sân, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, xương ống của Tống Thông Minh bị một lực quét mạnh, lại như tháp sắt, vẫn đứng vững không ngã. Trong lúc mê hoặc, Tông Trạch Tư Ba đã bay lộn giữa không trung, như quả cầu bổ về phía địch thù. Tống Thông Minh phẫn nổ quát, thần đao kính, chuôi đao bay nhanh như tia chớp điểm ra, lao mạnh về phía trước, trong nháy mắt đánh vào ngực Tông Trạch Tư Ba, một tiếng cạch vang lên, xương ngực tiên phong mông cổ đã bị bẻ gãy, như bóng cao su đảo bắn ra, lăn vào giàn giáo đầu phía tây. Cao thủ mông cổ đại kinh thất sắc, nhất thời loạn thành một đống. Tống thông minh thần uy lẫm lẫm, hung hăng vung tay phải, ném tưởng ưng vào lôi đài, sau đó lạnh lùng nhìn về lầu tây nói, người tiếp theo. Nguyên lai thần đao môn đã luyện mật pháp bất truyền hạng nhất, xưng là thần đao kính, khí lực rót vào, thẳng như thái sơn tôn sư, trời sụp đất nứt, cũng không làm gì được. Đối thủ muốn lấy khí lực giao động hạ bàn, tất nhiên là không có cơ hội, ngược lại cho hắn bắt được sơ hở, lập tức đánh hạ tông trạch tư ba. Cả hai bên đều thua một trận, ít nhiều cũng biết sức mạnh của đối thủ, mông cổ hiện đang bàn bạc kỹ lưỡng, người tiếp theo chính là Thứ Phong xuất trận, người này danh gọi Kim Sát Khâm, xem dòng họ là người cao lệ, nhưng lại không biết hắn có võ nghệ kỳ diệu gì. Tống thông minh tràn đầy tự tin, cũng không thúc giục, chỉ ở trên đài chờ thi đấu. Giữa lồi đài trướng khói mù mịt, hoa sơn môn nhân lại còn chậm chạp không đến, Quỳnh Phương phải một đường dọc theo giáo trường tìm kiếm, nàng gìn dọc theo ngoại thành, trong lòng cũng không hoảng hốt. Nghĩ đến mấy người này ham phong cảnh Bắc Kinh, tất là vào thành du lãm. Quỳnh Phương đi vào bên trong thành, tìm kiếm dọc các con phố, nàng từ trước đến nay hành trang đơn giản, hiếm khi dẫn theo tỷ nữ gia đình ra cửa, hơn nữa thân có võ công, cũng không sợ kẻ bắt cóc. Lại nói mấy năm nay tổ phụ Quỳnh Võ Xuyên tuổi tác đã cao, bệnh tật ốm yếu, Quỳnh Phương sợ ra có gì sơ suất, nên mệnh lệnh cho môn nhân hầu hạ ở bên cạnh. Hôm nay thịnh hội, trừ một vị kiếm thuật sư phạm ở ngoài, cũng không có môn nhân khác xuất hiện. Đang suy nghĩ, dưới chân đã đi vào bên trong thành, không cần phải đi hỏi người qua đường, cũng thấy dưới chân tường thành đông đúc người, tất cả đều chen chúc ở một tiệm rượu, mọi người an tĩnh không tiếng động, đều hướng ngoài cửa trông lại, bộ dáng rất là quái gì. Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, tự biết chỗ có hoa sơn môn nhân sẽ có việc hoang đường, lập tức bước vào trong tiệm. Quỳnh Phương vừa bước chân vào, đã nghe thấy già trẻ reo hò, mỗi người ngửa mặt lên trời kêu to, thắng, thắng a. Quỳnh Phương thấy ngạc nhiên. Không biết những người này đang êm đẹp, vì sao nhìn thấy mình lại vui vẻ như thế. Đang lúc nghi hoặc, một vị trưởng lão gầy gò cầm trên tay chiếc bàn tính màu vàng lao thẳng về phía chồng ngân lượng trên bàn, ha ha cười nói, đại thắng. Toàn thắng, tất cả đều thuộc về lão tử. Liền vào lúc này, lại một lão giả lăn tới, hình dáng như quả cam, tròn vo mà thật buồn cười, lại là danh đại mập mạp, nghe hắn quát, đánh rắm đây là của ta quỳnh phương không rõ chuyện gì tùy tay kéo tới một đệ tử kinh ngạc nói làm gì vậy trưởng môn các ngươi đâu đệ tử này khoảng hai mươi mấy tuổi họ trần tên đắc phúc chính là môn sinh cùng trường với tô dĩnh siêu từ trước đến nay khôn khéo giỏi giang được trưởng môn coi trọng hắn thấy quỳnh phương nhất thời đầy mặt vui mừng đang muốn kêu gọi trong giây lát thân mình bị người ta tóm lên ném ra ngoài Quỳnh Phương chưa kịp nói, lão nhân quả cam đã nhít lại gần, khom người nói: Đại tiểu thư. Quỳnh Phương khẽ trao mày đẹp, lắc đầu nói: Kêu ta thiếu các chủ. Lão mập vẻ mặt vui mừng, vội nói: Người không phải đại tiểu thư. Quỳnh Phương không tỏ ý kiến, lại cũng không rõ dụng ý của hắn, chỉ nhẹ lay động quạt xếp, nhàn nhạt nói: Kêu ta thiếu các chủ. Quả cam lớn ngửa mặt lên trời cười lớn, thoáng chốc mặt hướng mọi người lạnh lùng nói, xem đi. Nàng không phải tiểu thư, đây là nàng chính mình nói. Lão giả gầy gò chạy tới, cả giận nói, đánh rắm. Đánh rắm, nàng đương nhiên là nữ nhân, ngươi không nhìn thấy nàng đi lắc lư bên này bên kia sao, không phải nữ nhân thì là cái gì. Lão nhân quả cam cười lạnh nói, nói bậy. Lão tử đi đường cũng lắc lư bên này bên kia, chẳng lẽ là nữ nhân sao? trưởng lão gầy gò gầm lên như hổ, ta coi ngươi đó là tiện nhân lão nhân quả cam giận dữ muốn điên lên thanh quát nói bậy ngươi mới là tiện nhân dâm tặc người dâm đãng người câu dẫn tổ sư hai người bên nào cũng cho là mình phải thoáng chốc chiến đấu kịch liệt môn nhân đệ tử còn lại cũng gầm lên bàn ghế trong tiệm bay tứ tung vò rượu bay khắp nơi bộ dáng làm cho người ta sợ hãi quỳnh phương đầy mặt ngạc nhiên nhìn thấy đệ tử vừa bị ném ra ngoài bò tới vội vàng kéo hắn lên thấp giọng hỏi đến tột cùng sao lại thế này trần đắc phúc cười khổ nói bọn họ đánh cuộc quỳnh phương rất kinh ngạc nói đánh cuộc tại sao lại liên quan đến ta trần đắc phúc cười gượng hai tiếng nói bọn họ ở đoán khách nhân tiếp theo tiến vào trong tiệm là nam hay nữ vừa vặn người đã tới lần này đến lượt quỳnh phương cười khổ nàng tuy là nữ tử nhưng lại ăn mặc nam trang chẳng trách sẽ sinh ra tranh chấp hai người khi nói chuyện bản tính quái cùng phì cân quái đã luân phiên biện luận nghe phì cân quái quát đi đường nhìn không ra sống mái trang điểm nhìn không ra nam nữ nhìn vào chỗ đi tiểu đi bản tính quái quát được xử lý như vậy đi nói xong sồng thằng về phía quỳnh phương giận dữ hết cô gái nhỏ người đi tiểu là ngồi xổm hay đứng để lão tử xem. Lúc đó trọng nam khinh nữ, Quỳnh Phương nghe hắn khinh nhờn thân phận nữ tử của mình, nhất thời giận dữ, quạt xếp sử lực chém ra, đập xuống chán bản tính quái. Cú vung này nhìn có vẻ bình thường, kỳ thật pháp luật nghiêm cẩn, chính là Quỳnh gia tổ truyền như ý phiến pháp, bao gồm vẫy, vỗ, gõ và chọc, mặt quạt khép mở, giấu giếm vô số diệu kỳ. Bản tính quái chính là nhân vật hoa sơn đời trước, võ công tự cũng không yếu, lập tức nghiêng thân tránh đi, hướng đại quả cam quát, mọi người vu khống, mắt thấy mới tin. Không đợi chính mắt thấy nàng tắm rửa thay quần áo, phân không ra thắng bài. Vì cân quái trên mặt vui vẻ, thân mình lại run lên, liền nói, chủ ý chính là người nghĩ ra, ta chỉ là bị ép làm thôi. Bản tính quái cuồng tiếu nói, ép cái gì? Mọi người theo sát nàng ta. Quỳnh Phương tức giận, tự hỏi Trần Đắc Phúc, lạnh lùng nói, trưởng môn các ngươi đâu? Hồ nháo như vậy, hắn cũng không quản. Trần Đắc Phúc cười khổ nói, trưởng môn nói ngày ấy suy nghĩ kiêm pháp, muốn chúng ta đừng quấy nhiễu, hiện đang nghỉ ngơi trong khu rừng phía sau cửa tiệm. Quỳnh Phương hừ một tiếng, mắt thấy bản tính quái cười lạnh không thôi, làm như không có hảo ý, nàng duỗi chân đá, hất bàn ghế ra ngoài, trong lúc mọi người đang vướng vào bàn ghế, nhất thời nghiêng thân bay ra nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong tiệm già trẻ la to, quát, mọi người đuổi theo. Không tra ra manh mối không được bỏ cuộc. Năm đó Ninh bất phàm thoái ẩn, Tô Dĩnh siêu tuổi còn trẻ tiếp nhận chức vụ hoa sơn trưởng môn, việc này oanh truyền thiên hạ, trở thành kỳ đàm võ lâm. Lúc sau Quỳnh Võ Xuyên thường xuyên lui tới Hoa Sơn, lúc nào cũng mang theo cháu gái Quỳnh Phương đồng hành, Quỳnh Phương từ nhỏ thông tuệ hơn người mắt thấy vị hoa sơn thiếu hiệp này thiên tính thẹn thùng, vừa thấy mặt liền dập đầu xin lỗi. Tất nhiên chiêu chọc thêm cũng là như thế. Đôi kim đồng ngọc nữ này đã quen biết từ nhỏ, coi như thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ quen biết, mỗi năm gặp nhau vài lần, trao đổi vài chiêu. Nguyên bản công lực địch nổi, chẳng phân biệt cao thấp, nhưng mấy năm qua đi, tô dĩnh siêu bỗng nhiên lĩnh ngộ tối cao mật bảo hoa sơn tam đạt kiếm tập thành khuất địch thần kỹ, chi kiếm bình bát phương. Từ đây võ công tạo nghệ tiến triển cực nhanh, một năm mạnh hơn một năm, mấy năm không gặp, không những vượt xa quỳnh phương, càng thành đệ nhất cao thủ mãn môn, không ai có thể sánh bằng. Trước khi Ninh bất phàm thoái ẩn đã nắm danh thiên hạ đệ nhất, ánh mắt chọn lựa đồ đệ cũng không giống bình thường, khi Tô Dĩnh Siêu còn nhỏ đã có vài lần đối chiêu với Linh chân Thiếu Lâm, tuy chưa từng đắc thắng, nhưng thiên tư cao, tiến bộ không ngừng, liền làm quần hùng rất kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên, sau khi Tô Dĩnh siêu tự học thành trí kiếm, hắn đã đánh hơn 30 trận, chưa thua một trận nào, tuy không thể so nãi sư 800 nhưng mấy năm nay cũng coi như có chút thu hoạch, nghĩ đến một thời gian nữa hoa sơn nhất định có thể được liệt vào tôn sư tứ hùng. Võ công cao, tất nhiên là làm người vui mừng, nhưng không biết vì sao, sau khi luyện thành trí kiếm, Vị Hoa Sơn trưởng môn này ngày ngày đam mê kiếm pháp, từ đây điên điên khùng khùng, hành vi quỷ dị, dường như phản lão hoàn đồng, đến nỗi môn quy lơi lỏng, vì cân phái, bản tính phái hổ nháo mọi nơi, lúc này mới có việc lạ hôm nay. Quỳnh Phương bị Hoa Sơn xong quái luân phiên khinh nhờn, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vì hai người này đều là trưởng bối nên không thể phát tác được, chỉ có thể tức giận với Tô Dĩnh Siêu nàng một đường chạy vội tới cửa tiệm sau rừng cây, Kiều Thanh kêu gọi tô dĩnh quái. Ra đây, lúc đó đã gần cuối năm, tuyết trắng rơi, ánh mặt trời chiếu rọi trên nền tuyết càng làm cho nó trở nên rực rỡ hơn, những tảng băng trong suốt treo trên cành cây, vào kinh thành vào đông, có một vẻ đẹp phong hoa đặc biệt. Mắt thấy tiểu tử ẩn núp, chậm chạp không ra, Quỳnh Phương không có tâm để ý nhiều, liền nhảy vào muốn bắt được tô dĩnh siêu khắp nơi đều là một màu trắng xóa dõi mắt nhìn quanh trong rừng lại không thấy bóng dáng tô dĩnh siêu quỳnh phương cũng không hoảng hốt nàng ngưng mắt nhìn kỹ chợt nhìn thấy trong rừng có một cây thông cao lớn dù mùa đông rét đậm lá thông vẫn rậm rạp không hề heo úa quỳnh phương nghĩ thầm con khỉ nhỏ chuyên hướng chỗ cao leo lên đợi ta đuổi nó ra lập tức tay cầm quạt xếp lặng lẽ đi về phía cây thông rồi nhảy lên cành cây quỳnh phương gia học sâu xa ngoài thừa kế võ nghệ quỳnh gia quỳnh ngọc xuyên còn bỏ số tiền lớn mời danh sư vì nàng luyện đều là võ nghệ quan trọng võ lâm phàm là nội công tâm pháp khinh thân công phu không có chỗ nào mà không phải là đại sư danh môn chính phái chỉ điểm nên tuy còn trẻ cổ học mềm mại nhưng nhất cử nhất động đều bản lĩnh thuần khiết thân pháp nghiêm cẩn tự không phải nhân vật võ lâm tầm thường có thể so nàng ngậm chặt miệng nín thở Nín thở ngưng thần tập trung, từng bước một nhảy lên cành cây, vài cái lên xuống nhìn như đơn giản lúc đó rất có học vấn, phàm nhân đề khí túng nhảy, tất nhiên hút khí thật sâu, lấy khinh thân phát lực, nhưng nàng từng được đạo trưởng võ đang nguyên dịch dạy bảo trong 10 ngày, truyền nàng một bộ pháp thuật hô hấp yến trường thanh, có thể lấy một ngụm nội tức đi thông huyền quan, không cần phải thường xuyên hít thở như những danh môn đệ tử khác, quả nhiên một khi sử dụng vào lúc này sẽ có tác dụng cực kỳ an tĩnh. Nàng rắn chắc nhảy lên từng cành thông, một đường dưới chân đều cực yên lặng, chưa từng chạm vào tuyết đọng, nàng đi lên độ cao hai trưởng, trốn sau thân cây. Lén nhìn lên đã thấy ngọn cây thấp thoáng lộ ra quần áo, lại có người đang ngồi trên ngọn cây trầm tư, không cần phải nói, nhất định là tình lang cổ quái lại phát điên. Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, ba tháng không gặp, vẫn là hiếm lạ cổ quái. Tám phần lại muốn tự nghĩ ra kiếm chiêu. Tô Dĩnh siêu luyện kiếm thành si, ngộ tính cao, ngang bằng sư phụ mình. Tam đạt kiếm thất truyền 140 năm, sau kinh ninh bất phàm phá giải ảo diệu, môn nhân liền lại bắt đầu tập luyện, chỉ là kiếm nếu như danh, chi kiếm chú trọng chính là ngộ tính, cao thủ trên núi liều chết tập luyện, ngày đêm mất ăn mất ngủ, chỉ là mỗi người thiên tư hữu hạn, chỉ có võ công gia lông, chỉ có mình Tô Dĩnh siêu luyện thành. Luyện kiếm liền như đọc sách chơi cờ, thi họa số học, từ trước đến nay chú trọng nhất thiên phú. Hoa sơn kiếm pháp cũng không chịu đựng khí lực, từ trước đến nay lấy tịnh chế động, lấy nhu thắng cương, dùng hư chiêu bình phàm phá sát chiêu kinh thiên động địa của địch thủ, càng là đạo pháp mộ tính nhân tài kiệt xuất thiên hạ. Quỳnh Phương tử cũng biết được tình lang võ công cực cao, thậm chí có thể cao hơn cả gia, muốn lấy lâm địch thực chiến mà nói, uy lực càng lớn đến kinh người nàng có tâm thử tiến cảnh võ học của mình, liền đề khí nhảy lên, vận khởi khinh công thân pháp cửu hoa quyên nhi chỉ điểm, nhắm thẳng ngọn cây bay lên. Cửu hoa khinh công, độc bộ thiên địa, quả nhiên thân thể vừa nhảy lên, liền có cảm giác nhẹ nhàng như bay trong gió, bất quá trong chớp mắt, liền đã tới ngọn cây, quỳnh phương hắc mà tiếng xoay người lại, lấy phiến công ra truyền, dùng tự quyết chọc đánh về phía trước. Tô Dĩnh Siêu là người đứng đầu giáo phái, tuy còn trẻ nhưng võ công tạo nghệ lại cao hơn nhiều nhân vật giang hồ. Một chọc này tự nhiên không gây thương tổn hắn, chỉ là nói cũng kỳ quái, phiên bính điểm ra, lại chỉ vào hư không, trên ngọn cây không có ai. Vừa mới nhìn thấy quần áo dày vớ, có thể nào chớp mắt không thấy bóng người. Muốn nói tô dĩnh siêu khinh thân công phu cao hơn chính mình, Quỳnh Phương chính là không tin, đang muốn tìm kiếm bóng người, bỗng nhiên dưới chân truyền đến một tiếng cười nghe hắn thản nhiên nói, công tử, ta ở chỗ này. Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, ngưng mắt nhìn phía chân, nhìn thấy một người nằm ngửa trên cành cây, ước chừng 25 đến 26 tuổi. Nhìn thấy hắn chắp hai tay sau đầu, lấy cánh tay làm gối, hai mắt nửa mở nửa khép, vào đông hàn tuyết, thời tiết lạnh giá, trước mắt lại là thiếu niên tuấn tiếu thập phần tiêu sái. Vật đổi sao rời hiện giờ miếu đường thượng Mỹ Nam chính là Dương Thiệu Kỳ 2829 tuổi, mà nay trên giang hồ Mỹ thiếu niên phong lưu phóng khoáng nhất, đó là Nhi Lang trước mắt. Chí kiếm bình bát phương, thiên hạ đệ nhất quan môn đệ tử, hoa sơn Tô Dĩnh Siêu. Tô Dĩnh Siêu đã học được nghiệp sư chân truyền, phương pháp tàng khí cực huyền cực diệu, khẽ vừa ẩn thân, liền như nhánh cây trên tuyết đọc, làm người làm như không thấy. Quỳnh Phương biết võ công so với hắn một trời một vực cũng không hề cậy mạnh, liền ngồi xổm xuống, cười nói, hải tử hư, suốt ngày bò lên cây, không biết khôi tinh chiến ngũ quan đã đấu võ sao. Tô dĩnh siêu kéo cổ tay Quỳnh Phương, để nàng nằm trên ngực mình, mỉm cười nói, có tống thông minh ở đó, không tới phiên ta lên đài. Quỳnh Phương gối lên trước ngực hắn, sắc mặt lại thập phần ôn nhu, nàng nắm lấy bàn tay Tô Dĩnh Siêu, ôn nhu nói. Cao thủ mông cổ đông đảo, hắn một mình đánh không xong. Tô Dĩnh siêu đạm đạm cười, ánh mắt lộ ra một tia xảo quái, nói, đánh không xong, không phải vừa vặn sao. Trùng hợp để quyên nhi cô nương đại triển uy phong, Quỳnh Phương nghe lời hắn nói rất có ý ghen tuông, nhịn không được cười khúc khích, biết chính mình ngày thường thân cận bạn tốt, nhiều ít sơ sót tình lang, lập tức bò đến trước mặt hắn, hai mắt nhìn thẳng, lại cười nói, được rồi, các ngươi đều đừng đánh, để ta lên đài đi. Tô Dĩnh siêu vòng tay qua eo nàng, ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên thở dài, Phương muội, mấy ngày không gặp nàng, nàng lại càng đẹp. Quỳnh Phương trong lòng rất vui, trên tay lại cầm lấy quạt xếp, muốn gõ vào chán Tô Dĩnh siêu, nói, lời này của Tô Trưởng Môn thật sự khó hiểu, tại hạ chính là Quỳnh Công Tử, phấn chấn hoai hùng, quạt lông khan chít đầu, đẹp chỗ nào. Tô Dĩnh siêu duỗi tay ra dành trước nắm lấy cổ tay ngọc, hôn lên môi nàng. Quỳnh Phương Huyền Truyền tiếp nhận cũng nghiêng người qua đối tiểu nhi nữ từ nhỏ quen biết mười mấy năm ở chung hai trẻ vô tư sớm đã ám sinh tình ý không phải chỉ trên dưới Hoa Sơn biết tâm sự trưởng môn ngay cả môn nhân Tử Vân Hiên cũng biết tâm tư đại tiểu thư chỉ là Quỳnh Phương thân là công thần triều đình gia thế dị thường hiền hách tô Dĩnh Siêu tuy là Hoa Sơn trưởng môn nhưng nói đến tư lịch còn thấp vẫn còn thiếu sót. Quỳnh Võ Xuyên cố ý ngọc toàn việc hôn nhân này, ngày thường tất nhiên là nhiều mặt dìu dắt. Cũng là vì có phiên tư tâm này, liền mệnh Hồ Chí Liêm an bài, để trưởng môn Hoa Sơn đảm nhiệm đại tướng cuối cùng của khôi tinh chiến ngũ quan. Chỉ cần tôn nữ tế có thể áp đảo cường địch, thuận lợi đoạt giải nhất, sang năm xuân ấm liền muốn cho hai người thành hôn. Môi thơm quyện hàm, như si như say, Quỳnh Phương ngơ ngẩn nhìn tình lang, vẻ mặt thẹn thùng tuyết đọng trên ngọn cây, hai người đầu cọ vào nhau, gắt gao dựa sát vào nhau. Đột nhiên, Quỳnh Phương ưm ư một tiếng, bàng hoàng khi cảm nhận được một luồng hơi nóng tỏa ra từ áo trong, tình lang của mình thật lớn mật, tay không tuân thủ quy củ, lại đưa vào trong quần áo mình. Quỳnh Phương kiều xuyễn tinh tế, duỗi tay chặn hắn, đưa lỗ tai nị thanh, đừng sằng bậy. Hàn thiên gió lạnh, nhiệt khí trong miệng tô dĩnh siêu gấp bội càng thêm thiêu đốt hắn thổi vào cần cổ người yêu, lại cười nói, Phương muội đã bao nhiêu năm, thật muốn nhìn nàng mặc nữ trang. Quỳnh Phương khóe mắt mỉm cười, liếc hắn một cái, nói, chàng đánh thắng chiết nhĩ đan, ta mặc yếm cho chàng nhìn cũng được. Tô Dĩnh Siêu chớp chớp mắt, nhìn không được cười ha ha lên, thần sắc pha thấy vui vẻ, chợt vào lúc này, hắn hơi dùng mình, nói, chờ một lát, nàng mới vừa nói chính là chiết nhĩ đan quỳnh phương biết phép khít tướng dùng được lập tức gật đầu mỉm cười không sai đúng là chiết nhĩ đan mông cổ không xuất thế cao thủ vô địch hắn chính là quan thủ tướng cuối cùng tô dĩnh siêu đại hỉ như điên thoáng chốc hoan hô một tiếng bế ngang nàng lên cười nói tuyệt diệu người này ngạnh công lợi hại sớm muốn tìm hắn so tài quỳnh phương khẽ mỉm cười đang muốn nói chuyện chợt nghe cách đó không xa truyền đến khẩu âm già nua, thấp giọng nói. Còn mẹ nó, thiếu chút nữa cởi hết, sẽ biết sống mái. Một người khác nhỏ giọng nói, đừng nhiễu bọn họ, nói không chừng còn có thể nhìn được, kiên nhẫn chút. Hoa sơn song quái chuyên nhìn lén đã lâu, tô dĩnh quái cũng có phương pháp sửa trị, hắn đảo mũi chân, hai khối tuyết bay ra, hướng về phía rừng cây, thoáng chốc, truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai hắc ảnh một béo một người ngã xuống tô dĩnh siêu ngửa mặt lên trời nhìn lại hôm nay trời xanh mây trắng mọi nơi tuyết trắng tốt tươi thật là một bức phong tình vào đông hắn cúi đầu hôn quỳnh phương bắt chéo chân lập tức nhảy lên giữa không trung rồi chạm xuống đất chương 10 nhất đại tân nhân hoán cựu nhân hồi một mẹ ba dê quân khao nương nhà ngươi một tiếng ẩm vang lớn trên lôi đài vụn gỗ bay tán loạn Sơn Đông hùng sống mái với mông cổ hồ, Bắc quốc đại hán trên tay đánh đến hung bảo, trong miệng mắng đến thô lỗ, ngươi hỏi ba mẫu ta, ta thăm mẹ ruột ngươi, lấy lời nói quê nhà nhục mạ đối thủ. Thiết quyền đua nhau, lưỡng bại câu thương, một đả thương khóe miệng đối phương, một đòn nghiêm trọng vào bụng địch thù. Đây là trận ác đấu thứ tư trong khôi tinh chiến ngũ quan, Trung Quốc thứ phong tống thông minh giao chiến chiến đấu kịch liệt mông cổ trung kiên hô lâm đặc hãn. Giờ phút này trên lôi đài đã có bốn trận đấu liên tiếp, ngoại trừ Ngọc Xuyên Tử bị đá xuống lôi đài ở trận đầu tiên, mông cổ giành môi cao nhất, còn lại tất cả đều là Trung Quốc được giải nhất. Nhìn tứ đại gia tộc không giống người thường, sau khi Cao Thiên Uy phá năm quan năm ngoái, năm nay đến phiên tống thông minh đại phát thần uy, hắn trước lấy thần đao kính chấn thương tông trạch tư ba, thay Ngọc Xuyên tử báo thủ lúc sau lại bằng công phu tường ưng bảo đao đánh lui thứ trận cánh phong độc thích đại hạt vương kim sát khâm, giờ đang cùng tam trận kiên đại tướng Hô Lâm Đặc Hãn quyết chiến. Mông Cổ đã thua hai trận liên tiếp, Hô Lâm Đặc Hãn lại sắp bài trận, chỉ còn trận thứ tư vũ phong vô giã minh vương, và đại tướng áp trận chết nhĩ đan, Mông Cổ trung tướng nhớ tới năm ngoái liền thua năm chàng thảm án, tất nhiên là cảm thấy hoảng loạn. Nhất thời mọi người châu đầu ghé tai, mưu tư đối sách. Chết nhĩ đan lại không nói bất động, chỉ như tượng đá tĩnh tọa, nhìn hắn cúi mặt xuống đất, bất động như núi, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Tống thông minh chửi thề, một quyền đấm ra đánh vào khóe miệng hô lâm đặc hãn, đánh đến tay cứng mông cổ này miệng sùi bọt mép, chỉ là người này thực sự là đồ đệ dũng mãnh, tuy rằng trên mặt đau đớn, cũng chém ra một trường, đánh thật mạnh vào bụng tống thông minh. Thấy tống thông minh thối lui về sau, Hô lâm đặc hãn phát ra một tiếng kêu quái dị, đột nhiên phi thân lên không, hai chân rót lực, giống như voi đá vào ngực. Tống thông minh lúc này toàn thân mệt mỏi, né tránh không được, dưới tình thế cấp bách, giận dữ hết, thần đau kính. Công lực tràn ngập ngực, nội kình nơi nơi, đánh gãy xương đùi cường địch, hô lâm đặc hãn thảm gào một tiếng, bay ngược ra ngoài, thẳng tắp lăn vào liều tây. Tống thông minh bị đánh mạnh vào chân, tự cũng miệng phun máu tươi lăn ngã dưới đài dưới đài thấy thảm trạng đồng quy vô tận đều hoảng sợ ra tiếng hai người này lúc trước lấy binh khí đối chém chẳng phân biệt thắng bại liền lấy quyền cước công phu đánh giá nào biết cũng là đánh đến tinh phong huyết vũ cát bay đá chạy như vậy đám người dương thiệu kỳ thân là triều quan tự cần chứng kiến thắng bại chỉ là đầu trâu mặt ngựa tay đế đánh đến khó coi trong miệng mắng đến dơ bẩn như đại hội không ai cản trở dạy người khó coi Bên ngoài mấy quan viên chứng kiến thương lượng, lập tức đề cử một người, đứng dậy liền nói, tướng lãnh hai nước trọng thương ngã xuống đất, vô lực tái chiến, chiến này chẳng phân biệt thắng bại, thế hòa. Tiếng cổng vang lên, Hồ Chí Liêm lau mồ hôi lạnh, ra lệnh cho người của mình dọn dẹp giáo trường, nói lớn, trận đấu tiếp theo, Trung Quốc trung kiên đấu với mông cổ vũ phong, thỉnh tướng lãnh hai bên lên đài. Mọi người nghền cổ nhìn ra xa, thấy một phiên tăng đi ra từ liều tây người này thân xuyên áo cả xa tay đề thiền trưởng thân hình cao lớn hai vai càng rộng lớn dị thường đó chính là lạt ma vô dã minh vương lúc trước đấu khẩu với quyên nhi vị tăng nhân này đầu chọc dung mạo lỗ mãng cằm mọc đầy dâu, nhìn bộ dễ dày như sợi sắt trên má của hắn dày như sắt cong lại dày còn chưa động thủ liền đã thập phần sợ người hổ lang ở phía trước không biết Trung Quốc ứng phó như thế nào, nghĩ đến chiến này nếu không phải hiệp sĩ giao đấu, cũng là danh tướng ra tay, các khách nhân đang suy đoán, chợt nghe một tiếng kiểu sắt, đông liều bay ra một bóng hình, trong chớp mắt liền đã nhảy vào lôi đài, chỉ thấy người tới mắt long lanh, eo lưng thẳng, lại là bộ dạng nữ hiệp khách cực kỳ kiều mỹ. Nữ hiệp khách hắc một tiếng, rút ra trường kiếm, thân pháp cực uyên chuyển, trên đài dưới đài nhất thời tiếng hoan hô sấm dậy chỉ nghe trên khán đài tiếng trẻ con kêu hò vang dội nhất dì quyên đánh cho tên đầu chọc không còn phiến giáp đi mỹ nữ kia được gọi là dì quyên tất nhiên là trưởng môn của cửu hoa sơn hiện tại quyên nhi nàng nghe thấy tiếng gọi đôi mắt hơi nheo lại nhìn thấy vài đứa trẻ trên khán đài a à tú cùng hoa muội đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi thần sắc hưng phấn chỉ chờ chính mình đại phát thần uy lại nhìn thiếu phụ mỹ diễm tuyệt luân ngồi cạnh hoa muội chính là sư tỷ của mình đã tới. Quyền Nhi mỉm cười gật đầu, đang muốn phất tay, lại thấy mọi người trên khán đài đang nói chuyện với nhau, vài người hỏi nhau, không phải thích Quyên Thần Ni sao? Sao lại hoan tục rồi? Quyền Nhi trong lòng tức giận, hung tợn chừng nhìn Hồ Chí Liêm, ánh mắt tràn đầy tức giận. Hồ Thị Lang ho khan vài tiếng, vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt nàng. Quyền Nhi mắt nhìn phiên tăng, đang muốn nói chuyện, liền vào lúc này, dưới đài truyền đến một tiếng nói trầm thấp, ôm quyền nói, gì quyên. Quyền nhi nghiêng mắt xem, không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong mắt là một đại hán cao tráng, mày rậm mắt to, vai rộng bàng thô, khoảng 20 tuổi, màu da ngam đen, đang chăm chú nhìn mình. Quyền nhi mỉm cười nói, sao ngươi cũng tới. Thiếu niên cao tráng nghiêm trang, ôm quyền nói, cha biết gì quên muốn luận võ, liền muốn sùng khanh tới xem cũng có thể học thêm vài chiêu. Quyền Nhi mỉm cười trông đỡ, trước mắt hiện ra một khuôn mặt chữ điền, khuôn mặt già nua gắn đầy phong xương, rồi lại mang theo thật sâu ôn nhu quan tâm, làm người không thể không tiếp nhận. Trên má Quyền Nhi hiện lên lúm đồng tiền, thầm nghĩ, tỷ phu thật sự đa tâm, còn muốn Nhi tử lại đây chăm sóc ta. Quyền Nhi thấy ánh mắt thiếu niên quan tâm, vẫy tay chào hướng hắn cười nói, hảo hảo xem Quyền Nhi đánh thắng trận đợi cha ngươi trở về Bắc Kinh, ngươi phải nói rõ cho hắn biết mọi chuyện. Đang suy nghĩ, phiên tăng đối diện hung tợn nói, cô nương nhỏ, rốt cuộc có đánh hay không? Lúm đồng tiên của Quyên Nhi biến mất, đổi thành trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Chán ghét, lần nào cũng gặp một gã dối rắm như vậy. Nàng nhẹ nhàng trải tóc đẹp, học ngữ khí phiên tăng, nũng nịu nói, hòa thượng mập nhà ngươi, rốt cuộc biết nói tiếng người hay không? phiên tăng hổ giống một tiếng, lập tức đáp lại một câu gì đó, nghe tức giận mắng ục ục, tuy ý tứ khó hiểu, nhưng lường trước không phải lời hay gì, nàng làm mặt quỷ, tiến lên một bước, trong giây lát phiên tăng kia dành trước động thủ, thiền trượng vung ra, thế đạo mau tuyệt, kình phong ập vào trước mặt, nóng rát đau đớn. Mắt thấy thiền trượng thô như bát to lao tới, quyên nhi khẽ quát một tiếng, hai chân bước tới, lao thẳng về phía cây thiền trượng, dưới đài thấy hiểm chiêu, đều lên tiếng thét chói tai. Thiền trượng kia nặng như thế, đương trường liền có thể đập mỹ kiều nương như hoa như ngọc đến nát óc, huyết nhục mơ hồ một mảnh, hoa mũi sợ tới mức toàn thân phát run, co rụt lại trong lòng ngực mụ mụ, run giọng nói, mẹ, a di sắp bị đánh chết. Thiếu phụ hôn lên má nữ nhi, lại cười nói, đứa nhỏ ngốc, công phu cửu hoa sơn chúng ta sắp thể hiện ra rồi, mau mau ngẩng đầu nhìn. Hoa muội thấy phiên tăng đầy mặt dữ tợn, chỉ cảm thấy sợ hãi, tự ghé vào trong lòng ngực mẫu thân, thật lâu sau không dám thăm dò, lại nghe một nam đồng cười nói, nhát gan, gì quyên sẽ thắng. Muội đình bỏ lỡ, hoa muội hận nhất người ta gọi nàng nhát gan, vừa nghe A Tú trêu đùa, lập tức từ trong lòng ngực mụ mụ bò lên, hung hăng chừng mắt nhìn A Tú, lúc này mới quay đầu lên khán đài. Vừa mới nhìn, hoa muội cảm thấy kinh ngạc không thôi, thấy dì quyên đã né được đòn tấn công của cây thiền trưởng dùng thân pháp cực hiểm để quét thiền trưởng nhìn khinh công của nàng uyển chuyển tư dung tú lệ trong nháy mắt kiếm quang ra tay đã chĩa vào cổ họng của vô giã minh vương minh vương không dự đoán được võ công của cô nương lại cao cường thế này hắn sợ đến mức vội vàng né tránh dựa vào thiền trưởng trên tay xoay tròn bay múa khiến cho bát thủy không vào lúc này mới tránh được tính mạng chỉ là quyên nhi phút chốc tới chợt đi trên lôi đài rút lui như điển như vào chỗ không người khinh công kiếm pháp phối hợp đến không chê vào đâu được đánh cho vô dã minh vương tiến lui liên tục chỉ có thể dựa vào sức châu chống đấu với mũi kiếm đối thủ nếu binh khí hai người trọng lượng tương đương hoặc quyên nhi không quan tâm đến trường kiếm trong tay chỉ sợ vô dã minh vương sớm đã thảm bại bên sân mọi người thấy nàng dung mạo kiều mỹ bất quá là nữ tử yếu đuối nhiều ít có ý coi khinh, đợi thấy thân pháp của nàng, mới biết nàng này võ công thập phần tinh kỳ, trăm triệu không thể xem thường. Cao thủ mông cổ giới đài đều là những người hiểu bía, đều âm thầm tán thương. Tông trạch tư ba gật đầu liền nói, đều nói thanh y tú sĩ khinh công cao minh, quả nhiên danh bất hư truyền, liền đổ đệ cũng lợi hại như vậy. Tiếng hắn vang rồi, bốn tòa đều nghe thấy, nào biết bốn chữ thanh y tú sĩ vừa ra, liền có tiếng xì xào nhỏ, chỉ thấy mọi người trên khán đài sôi nổi bàn tán nơi xa trên khán đài khâm sai sứ thần nhíu mày lắc đầu, tỏ vẻ không vui. Lại xem đông lều vài cao thủ ánh mắt bi oán, trong mắt càng tựa phun hòa. Tông trạch tư ba trong lòng dùng mình, thầm hô không ổn, ta thật ngu ngốc, sao lại nhắc đến điều cấm kỵ của triều đình Trung Quốc, chốc lát lại bị mắng. Hoa muội lòng tràn đầy ngạc nhiên tự hỏi tại sao lại khi phiên tăng kia nhắc đến bốn chữ này lại khiến mọi người trong lòng run sợ. Nàng quay đầu nhìn mẫu thân, nghĩ muốn hỏi chuyện, hai mẹ con nhìn nhau, nhưng ánh mắt mụ mụ u uất dường như thập phần khó chịu. Hoa muội từ trước đến nay thông minh tinh danh, nhìn thần thái mẫu thân, lập tức thẻ lưỡi, không dám lại hỏi nhiều một chữ. Trên đài quên nhi nghe xong bốn chữ này, nhất thời mặt cũng trở nên lạnh lùng, đại hiện thái độ phẫn nộ, Minh Vương vốn đã không địch lại, nhưng khi Quyên Nhi tức giận tấn công, càng liên tục bại lui. Quyên Nhi cố ý tốc chiến tốc thắng, lập tức đề khí bay vọt, thân hình một đường xoay quanh, càng bay càng cao, thân pháp của nàng bộc lộ, theo lý bên sân tất yếu lớn tiếng khen hay, chỉ là mọi người nhớ tới danh hào kiêm kỵ kia, tiếng khen hay tới bên miệng rồi lại rụt trở về, không một người trầm trồ khen ngợi. Quyền Nhi thân hình phiêu giật, chỉ thấy nàng bay lên giữa không trung trường kiếm điểm ra tràn ra điểm điểm kiếm hoa nhìn cổ tay nàng ẩn dư lực chiêu tất có biến đổi minh vương tự biết sắp bại trận tình bất đắc dĩ chỉ phải hành hiểm lập tức thấp người khoanh chân thiền trượng dựng đứng liền muốn lấy quái chiêu phong bế kiếm lộ của quyên nhi ngã ngồi trên mặt đất khi đang chiến đấu kịch liệt sơ hở này quá lớn mắt thấy thiền trượng đạp đất nghênh diện mà đến quyên nhi tự cũng không sợ nàng cố ý khoe khoang thân pháp, trong phút chốc lao về phía thiền trường, thân mình ngã xuống, bên sân mọi người kêu sợ hãi ra tiếng, mắt thấy sắp đâm thủng ngực, chết thảm đương trường, đột nhiên thân thể mềm mại của Quyên Nhi nhẹ vặn, ở khoảnh khắc suýt xảy ra tai nạn, tránh được thiết trượng chọc vào cơ thể, trường kiếm chém dọc cây trường, trong chớp mắt liền sẽ phế đi năm ngón tay của phiên tăng kia. Kết quả đã được định đoạt, mắt thấy thắng bại đã ở giây lát đột nhiên vô giã minh vương buông thiền trưởng, hai đầu gối phát lực, thân mình trống rỗng nhảy lên, hóa ra một thân công phu của người này đều ở hai đầu gối. Sở trường đà tỏa thiền định Ấn Độ, lần này hành hiểm vì chờ đợi Quyên Nhi ngã xuống, hắn liền muốn lấy kỳ môn quái chiêu phân ra thắng bại, với bộ võ công quỷ dị khó dò này, trung nguyên cao thủ tất nhiên chúng kế mắc mưu. Hai người một ngã xuống một nhảy lên, thân hình giữa không trung đan sen, Quyên Nhi không dự đoán được đối phương có thể lấy lực hai đầu gối nhảy cao lên. Nhất thời kinh hoàng thất thố, đột nhiên không kịp phòng ngừa, vô giã minh vương một tiếng cười lạnh, song trường thẳng tắp bài xuất, đánh vào bộ ngực mềm mại của Quyên Nhi, đã ở trong phút chốc truyền thế thượng phong, nếu song trường này in dấu trên ngực, Quyên Nhi không những bị trọng thương, lại càng có ý khinh bạc. Bộ ngực bầu nhũ là nơi tôn nghiêm của nữ tử, tuyệt không dung nam tử xa lạ dính một ngón tay dưới đài đương nhiên vang lên một khoảng kinh hô. A à Tú và Hoa Muội nắm chặt tay, hai tiểu hài đồng thấy A Di Đại chiếm thượng phong, nghĩ tất sẽ thắng. Ai ngờ một biến cố phát sinh, dì quên đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, hai đứa nhỏ vẻ mặt sợ hãi, không nói nên lời. Mỹ phụ kia lại mỉm cười không nói, mảy may không thấy sổ lo, chỉ duỗi tay vuốt ve tóc nữ nhi, ý bảo nàng chớ có sợ hãi. Mắt thấy quên nhi sắp trọng thương, liền vào giờ phút này, một cổ khí kình âm thầm phóng tới, đánh vào ngực vô dã minh vương. Khí kình kẹp hắc ảnh, hình dạng tròn trịa, lại là một viên cát viên bằng đầu ngón tay. Khí kình lực đạo tuy mạnh, cát viên lại vô tiếng xe gió. Phiên tăng bất chi bất giác xuất song trường. Bang một tiếng vang nhỏ, cát viên đập phải thân, nhất thời tan vỡ tư tán. Nhưng viên kia chứa lực đạo lại như rời non lấp biển, khí kình rót vào trong chớp mắt liền phong bế toàn thân kinh mạch của vô giã minh vương. Vô giã minh vương không thể động đẩy, nhưng trong lòng kinh hãi càng khó có thể miêu tả, không biết quên nhi hai tay bất động, dùng cái gì có thể lăng không chế trụ huyệt đạo của mình. Liền vào lúc này, quên nhi đã rơi xuống, nghe nàng kiểu sắt nói, đảo quyền châu liêm. Nàng duỗi chân phải về phía trước, tay trái nắm kiếm quyết, khom người hồi eo, rút kiếm đảo xuống, ba chiêu mau tuyệt không luân, xoát 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 ba tiếng qua đi, giống như nhất chiêu dùng ra, chiêu đảo quyền châu liêm. Này vốn có chi khí âm nhu của nữ tử, đột nhiên dùng ra, thật là tiên tử thoát trần tuyệt sắc. Thoáng chốc kiếm hoa nở rộ, hàn quang tràn ngập, mọi người kinh hô khắp nơi, vô giã minh vương phun máu ra, ngực bị trúng tam kiếm, thân mình ngã về phía sau, thương thế cực kỳ trầm trọng. Quyền nhi lắp bắp kinh hãi, thét to, này, ngươi, ngươi vì sao không né, lúc trước hai người so chiêu, Quyên Nhi đã thấy đối phương công lực cao cường, tuyệt phi nhân vật giang hồ tầm thường có thể so, lúc này mới dùng ra tuyệt chiêu đắc ý của mình để chắn giá, nào ngờ hai người lấy chiêu thức tinh diệu trông đỡ, Minh vương thế nhưng khi chiến đấu kịch liệt lại ngưng thân mình, mảy may không biết né tránh, Quyên Nhi lại sợ lại thẹn, Hoàng Thanh liền nói, đại thúc, xin lỗi. Lập tức ôm lấy Minh Vương, vội vàng từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương, lập tức bôi cho hắn. Hơi thở của Minh Vương dần dần trầm xuống, chậm rãi nói, tiểu cô nương. Phách không trưởng lực rất mạnh mẽ. Hòa thượng bội phục, Trung Quốc mông cổ tương so võ kỹ, tuyệt không phải để lấy mạng. Từ trước đến nay đều là điểm đến thì dừng, chưa từng gặp qua sinh tử. Mọi người không dự đoán được biến cố chợt sinh, đường đường Minh Vương thế nhưng sẽ thảm bại dưới kiếm mỹ nữ bi kịch còn thảm khốc hơn những trận chiến trước đó. Dưới kinh hãi, lại là lặng ngắt như tờ, không một người gieo hò. Quyền Nhi thấy đối thủ thương thế trầm trọng, tự trách rất nhiều, nước mắt lã trã, khóc ra tiếng. Đám người Hồ Chí Liêm, hải xuyên tử sợ gây ra tử vong, đều vội vàng lên đài để chữa trị cho vô giã Minh Vương, nhất thời luống cuống tay chân, băng vải thuốc trị thương. Thắng bại phân ra, bọn người dương thiệu kỳ là mệnh quan triều đình sao có thấy huyền cơ khác lập tức thương nghị một trận liền đã phán định quyên nhi thắng lợi đương nhiên giữa sân lại vang lên một tiếng cổng khác trận này trung kiên đối vũ phong rồi lại là trung quốc thắng minh vương thảm bại cả bốn tướng mông cổ đều thất thủ chỉ còn người cuối cùng dưới sự thúc giục của mọi người quyên nhi đầy mặt nước mắt khóc sướt mướt trên mặt đất chờ đợi đối thủ cuối cùng bước ra thi đấu Hắc ảnh thật lớn phía liều tây đứng thẳng dậy, hắc ảnh cởi áo trên, lộ ra bộ ngực rộng lớn rắn chắc, thoáng chốc cất bước ra. Người không sợ hãi là người bất khả chiến bại Thát đát quốc đệ nhất cao thủ chết nhĩ đan, xin đến chỉ giáo. Chết nhĩ đan bước lên lôi đài, không dên một tiếng, chỉ ngưng mắt nhìn phía quyên nhi. Người này là đương đại tông sư, bất quá tùy ý vượt xuống bước ngựa, không nói một lời, khí thế ngỗ nghịch làm Quyên Nhi có chút sợ hãi. Lúc này vô giã Minh Vương tự ngã trên lôi đài, sau khi được Quyên Nhi bôi linh dược, máu chảy đã chậm lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chiết nhĩ đan bế vô giã Minh Vương lên, sai người đưa xuống. Sau đó nhặt cây thiền trượng hắn để lại, nhưng mắt nhìn về phía bên lôi đài. Chỉ một thoáng, hổ giống như sấm, thiền trượng trên tay ra sức bắn ra, ầm vang một tiếng, thiền trượng cắm nghiêng xuống lôi đài, cho bụi nổi lên, mọi người dõi mắt nhìn lại, thiền trượng lại cắm trước mặt một thiếu niên cao tráng. Trên đài quyên nhi kinh nghi bất định, dưới đài người đứng xem bàn tán sôi nổi, không người nào biết dụng ý của chết nhĩ đan. Chết nhĩ đan nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, hai người nhìn nhau từ xa, thấy mạc bắc đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay định ở trên người thiếu niên kia. Thật lâu sau, thật lâu sau, xoay tay lại cần cổ, làm thủ thế về phía cổ họng, bộ dáng lại là dị thường khiêu khích. Thiếu niên cúi đầu xuống đất, không ứng không đáp, nhưng khóe miệng nhếch lên, tựa hồ ẩn mang cười lạnh. Quyền nhi thấy hắn cử chỉ có gì, nhìn không được lòng tràn đầy kinh ngạc, nói, vị đại thúc này, ngài. Đối thủ của ngài là ta, chết nhĩ đan tựa hồ khó hiểu hán ngữ, đợi đến quyên nhi nói hai lần, lúc này mới vặn cổ nhìn lại, liếc nhìn quyên nhi, mắt hổ sinh uy, nghiêm nghị sinh quang bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, quên Nhi liền không tự giác mà thối lui vài bước. Chết nhị Đan bỗng nhiên lầm nhầm nói mấy câu, khẩu khí tuy rằng ôn hòa, nhưng người này tướng mạo uy nghiêm, vẫn khiến người không dám nhìn gần. Quyên Nhi trong lòng sợ hãi, nhất thời chỉ có thể tay cầm chuôi kiếm, toàn lực đề phòng. Liền vào giờ phút này, chết nhị Đan xài bước tiến về phía trước, người này chiều cao chín thước, chính là hổ hán hiếm thấy, cao hơn vài nhân vật so tài trước đó. Chỉ là người này thân mình tuy rằng nặng nề nhưng bước chân cực nhanh, lôi đà dài rộng 10 thước, chiết nhị đan bước một bước đã đến trước mặt Quyên Nhi. Quyên Nhi đại kinh thất sắc, cổ tay nhẹ cử động, kiếm quang bắn ra, bỗng nhiên thấy hoa mắt, hắc ảnh đi vòng tròn trượt đến bên cạnh nàng thoáng chốc hai người hai mặt nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn ba thước, Quyên Nhi thân hình nhỏ xinh, cho dù nhắc gót chân cũng chỉ chạm tới vai người ta nhớ tới chính mình sát thương đại tướng của họ, không biết sẽ có thảm họa gì, nàng trong lòng phát lạnh, muốn tháo chạy về bên phải. Cửu hoa sơn khinh công ngạo thị đương kim, di chuyển bay nhảy, đều có độc môn tâm pháp, quyên nhi bước chân một chút, đang muốn thoát đi, nào biết dưới chân một tiếng vang lớn chuyển qua, lôi đài chấn động, khiến bước chân quyên nhi loạn choạng không thể nhảy lên. Đối phương hình như có yêu thuật ma pháp, Quyên Nhi không biết tại sao lại như thế, chỉ ngây ngốc đứng trên lôi đài, mờ mịt há mồm. Chiết nhĩ đan hai mắt nửa mở nửa khép, khẽ mỉm cười lại lắc đầu, bộ dáng như tôn trưởng báo cho vãn bối, chớ có ngoan cố chống lại. Mạnh yếu tuy cách cực xa, nhưng hai người đang luận võ, vô luận như thế nào không thể đầu hàng, quyên nhi sắc mặt trắng bệch, dưới chân nhẹ điểm, lại muốn phi thân rời đi, thỉnh lình nghe chiết nhĩ đan bảo giống một tiếng, duỗi hai chân ra dẫm mạnh xuống lôi đài oanh một tiếng vang lớn lôi đài lại lần nữa chấn động quyên nhi nhảy lên không nổi không ngờ lại hạ xuống cho đến lúc này cao thủ hai bên mới minh bạch triết nhĩ đang dùng chi thuật trụy điều chế trụ quyên nhi mọi người trong lòng khiếp sợ nhất thời lặng ngắt như tờ mông cổ chư tướng cũng choáng váng lại không người hoan hô trên khán đám người đài a tú hoa muội quan thắng bại của tâm a di đều mở to mắt trong lòng sợ hãi chỉ liều mạng cầu khẩn, liền sợ nàng bị đả thương đánh chết. Thường nhân hành tàu nhảy lên, vô luận phát lực bao lớn, cất bước rất xa, bước đầu tiên đều cần dẫm chân trên mặt đất, nếu mặt đất trống rỗng, liền như thân ở biển rộng phù thuyền, mặt đất không chịu lực, tự nhiên vô pháp có thể nhảy lên, nền lôi đài tuy rằng vững chắc, cũng không chịu nổi chân nặng của chiếc nhĩ đan, mỗi lần quyên nhi ý đồ nhảy lấy đà, lôi đài lại có một trận lay động. Quyên Nhi dưới chân trống vắng, căn bản vô pháp phát lực, liền tính khinh công lại cao gấp 10 lần, cũng là vô pháp rời bước. Quyên Nhi khóe miệng rung động, liên tục nhảy lên, triết nhĩ đan chấn chân xuống đất, lại làm kiều Mỹ cô nương khó có thể đứng dậy, hai người liền thi năm hồi, rốt cuộc, đệ nhất cao nhân mạc bắc duỗi tay lại, ôn nhu chậm rãi khẽ vuốt gò má phấn nộn của Quyên Nhi, nhìn vị man di đại tướng thần sắc như thế giống như phụ thân đối đại ái nữ, bên ngoài bốn tòa đều ồn ào. Võ thuật của hai bên rất cách biệt, dù chưa chân chính động thủ so chiêu, thắng bại lại đã thấy trên đài. Dương Thiệu Kỳ chờ chiều quan giao đầu đưa lộ tai, thương nghị chiến quả. Thiếu niên cao tráng đứng ở bên lôi đài, cúi đầu nhìn xuống đất, lại cũng không nói thêm gì. Chương 10 nhất đại tân nhân hoán cựu nhân, hồi 2. Kết thúc chương 10 kết thúc. Lúc này thắng bại tuy phân, nhưng rốt cuộc Quyên Nhi chưa từng bị thương ngã xuống đất, cũng chưa từng chân chính ra chiêu giao đấu, nàng nếu muốn kiên trì tái chiến, tự không có không thể. Chỉ là đối thủ đã ra tay buông tha, Quyên Nhi nếu muốn mời đấu, chỉ có bức cho người ta đau hạ nặng tay, chỉ sợ một hồi ra thịt đau đớn lại khó tránh khỏi. Quyên Nhi sắc mặt tái nhợt, nhớ tới chính mình thân là Trung Quốc đệ tam trong trận kiên, phía sau còn có hai gã đồng bạn thân mang chức trách, tốt xấu tiêu hao một phần khí lực của đối phương nàng cắn môi dưới, đang muốn rút kiếm phát chiêu, liền vào lúc này, nghe được một người lạnh lùng thốt, buông nàng ta ra, ta tới đánh với ngươi. Thiết thương ảnh động, chĩa thẳng tới mũi chết nhĩ đan, mọi người nghe được tiếng nói trong trèo, nghĩ người giao đấu tất là hạng người phong thần tuấn nhã, quên nhi quay đầu nhìn lại, quả thấy một thiếu niên mặt trắng tay cầm thiết thương. Lạnh lùng trừng mắt chết nhĩ đan, chính là Trung Quốc đệ tứ trận Vũ Phong, Hà Bắc Trúc thiết thương tới so tài. Trúc Khang sớm có ý theo đuổi Quyên Nhi, khó được có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, tự muốn đại đại xính uy, quả nhiên thiết thương kia bay đến ngưng như núi, như nhạc tôn sư, người thành mười anh tuấn khí phái. Trúc Khang tuy chỉ hai mươi mấy tuổi, lại là đương kim truyền nhân duy nhất của Trúc Thiết Thương, nhìn hắn mặt trắng văn nhã, thương pháp gọn gàng, lại kiêm thừa kế tước vị, chính là Ngọc Diện Lang Quân tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm. Thương là Hồng Anh Thương, Lang là Văn Nhã Lang, Trúc Khang tay phải cầm thương, tay trái ôm bên hông Quyên Nhi, nhẹ nhàng đưa nàng đi, chợt quát, người mông cổ chớ có cản rỡ. Tại hạ chính là Hà Bắc Trúc Thiết Thương Tam Đại Môn Chủ, Trúc Khang. Hôm nay cùng ngươi ganh đua sống mái, để ngươi biết được uy phong thượng quốc. Lời vừa nói ra, trong lều đông lập tức truyền ra tiếng nữ tử duyên dáng gọi to khang nhi đánh cho tốt nương ở chỗ này xem đấu võ đài còn mang theo mẫu thân người trong ngoài tất nhiên đầy mặt ngạc nhiên đều quay đầu xem chỉ thấy mấy phụ nhân mỹ diễm vây quanh một lão phụ đầu bạc đang vỗ tay cổ vũ trúc gia nhất môn trung liệt đã tới trúc khang mặt đỏ dần nhất thời cố tình không nghe thấy trúc thiết thương này gia nghiệp tuy lớn dòng chính quan hệ huyết thống lại sớm đã điêu tàn, mấy chục năm trước đại hỏa, trúc gia tam huynh đệ lần lượt mất, hoặc chết trên chiến trường, hoặc buồn giận mà chết, chỉ còn lại bà cố nội cùng tôn nhi sống nương tựa lẫn nhau, toàn bộ nam tử hán trong nhà chết, một mình quả phụ lòng tràn đầy bi thương, đem nước mắt hóa nhu chàng, chút hết cưng chiều lên trúc khang. Trừ tổ mẫu có hơi nghiêm khắc ở ngoài, còn lại mẫu thân, thím, bá mẫu, đều thiên y bách thuận, sủng ái có thừa. Chỉ là những nữ nhân như bóng với hình, không khỏi kiềm chế khắp nơi, cũng là vì thế, Trúc Khang trước sau vô pháp chân chính thắng được người giang hồ, mỗi lần theo đuổi nữ tử, càng thường bởi chuyện xấu như vậy, tất nhiên sâu sắc cảm giác phiền muộn. Cũng là như thế, chiến này chính là Trúc Khang độc lập môn hộ, trăm triệu bại không được. Nghĩ tới vinh nhục đều tại đây, Trúc Khang tất nhiên là đưa ra toàn thân công lực, nhất thời đôi tay giơ thẳng đầu thương lên chĩa thẳng vào mũi chiết nhĩ đan khoảng cách chỉ còn một tấc dưới nội lực truyền vào hồng anh thiết thương lại hơi dựng lên giống như bờm sư tử chiết nhĩ đan đã qua tuổi 60, tính ra cũng là tiền bối tông sư giang hồ bắc quốc trúc khang khiêu khích như thế khiến tất cả cao thủ mông cổ ở liều tây đều giận mắng chửi bậy nhất thời phiên ngữ khúc kha khúc khích trúc khang nghe thấy tiếng hét nhưng không có ý định di chuyển mũi thương, đôi lông mày đẹp nhướn lên, đôi tay cầm cán thương, chiết nhĩ đan chỉ cần di chuyển một chút, hắn liền sẽ phát chiêu đoạt công. Hai người chỉ cách nhau vài thước, chiết nhĩ đan chợt thở dài, lắc đầu, chỉ thấy hắn duỗi ngón tay ra khẽ chạm mũi thương, ngôn ngữ tuy rằng không thông, nhưng ý tứ trên tay rõ ràng, ý bảo Trúc Khang thu hồi binh khí. Trúc Khang cười lạnh một tiếng, hắn khó khăn chiếm được thượng phong, như thế nào nguyện ý không duyên cớ buông tha. Thoáng chốc quát, mọi giờ. Xem chiêu, mũi thương nhẹ điểm, hồng anh run như dáng hồng, cuốn về phía cổ họng tông sư mông cổ. Liền vào lúc này, chết nhĩ đàn nhẹ nhàng cười, món tay khẽ búng ra, bỗng nghe mà một tiếng quái vang truyền đến, trúc khang cảm hồ khẩu nóng lên, trường thương trên tay cấp tốc đẩy ra. Trúc khang lại kinh lại nghi, phục cảm hoảng loạn, vội vàng tăng sức mạnh trên tay, liều mạng nắm lấy thiết thương, chỉ là quái lực truyền đến, bước chân loạn trọn, hắn xoay người, hân mình không tự chủ được lại quay một vòng tròn. Mắt thấy Trúc Khang thân như con quay, dưới đài mọi người đều kêu la sợ hãi, Trúc Khang nỗ lực muốn giữ vững gót chân, n lực đảo quá mức hùng cường, dù cho dùng toàn bộ khí lực đan điền, vẫn vô pháp chế trụ bước chân. Đúng lúc hắn đang sợ hãi, chiết nhị đan vươn tay nắm lấy thiết thương giáng một lực bá đạo xuống nhất thời ngừng xoay tròn trúc khang sắc mặt kinh bạch trời đất quay cuồng cảm thấy trong ngực buồn nôn khó chịu liền vào giờ phút này chiết nhị đan đưa tay trái ra giữ đầu kia của thiết thương hai bàn tay to một tả một hữu như kìm sắt nắm lấy thiết thương trúc khang toàn thân phát run lẩm bẩm ngươi ngươi muốn làm gì chiết nhị đan nhếch miệng cười bỗng nhiên đôi tay phát lực ầm ĩ giống giận. Thiết thương chịu lực quá lớn, dần dần uốn cong biến dạng, mắt thấy thương càng ngày càng cong, không bao lâu giống như một sợi dây thừng, quấn quanh người Trúc Khang. Chiết nhĩ đan cười lớn, trên tay tăng sức mạnh, trong nháy mắt, thiết thương mười thước bị cuốn ba vòng, đã trói chặt Trúc Khang. Trúc Khang sắc mặt thảm đạm, khóc không ra nước mắt, chiết nhĩ đan chưa đã thèm, một tay nhấc cổ áo hắn lên, tùy hứng ném về phía liều đông chúng về phía các quả phụ. Chỉ nghe một tiếng bi thiết kêu gọi, con của ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trúc gia thiếu chủ bay cao ra ba trượng rồi rơi xuống ngay lập tức. Chỉ là dù hắn rơi rất nhanh nhưng chiếc ghế không hề đổ sập, chỉ vững vàng ngồi bên người mẫu thân. Xem ra chết nhĩ đan cũng không có ý đả thương người, kinh lực trên tay giấu diếm huyền cơ, lúc này mới khiến thiết thương thiếu chủ bình yên vô sự. Trúc Khang tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mới ngồi xuống, liền được mụ mụ ôm vào lòng, không ngừng hỏi, bị thương ở đâu rồi? Bị thương ở đâu rồi? Trúc Khang vừa lo lắng vừa tức giận, bị thiết thương chói chặt, nhất thời không thể động đậy trong lều đều là thân nhân nhà mình, tuổi già đáng ghê tởm chính là nãi nãi, niên thiếu mỹ mạo chính là mẹ, cả trai lẫn gái vội vàng tới kéo thiết thương, lại như chuồn chuồn hám trụ, hoàn toàn không thể vặn vẹo mảy may chứ đừng nói đến việc dựng thẳng nó lên trúc khang hổ thẹn chỉ muốn tự sát nhưng tay lại bị trói trong cơn bi phẫn liền muốn căn lưỡi tự sát vài quả phụ trúc ra cuốn quyết khuyên can nhất thời tiếng khóc rung trời tống thông minh nhịn cười nhất thời cúi người bắt chước giọng điệu nữ tử thủ đà thanh nói khang nhi a à. người trăm triệu không thể làm việc ngu ngốc trúc khang bị tình địch kêu như vậy càng kêu la thảm thiết chỉ muốn tìm một cái hố dưới đất chui xuống. Quyên Nhi thấy phải phu nhân chúc ra nước mắt lưng chồng, nháy mắt với mình, nàng gật đầu hiểu ý, ôn nhu tới khuyên, nói, chúc công tử ngoan ngoãn đừng khóc, ngươi nhìn ta không phải cũng bị thua sao. Nhưng ta cũng không khóc, trong chốc lát chúng ta tìm thợ rèn tới hỗ trợ, ngươi chịu đựng trước một chút, được chứ? Quyên Nhi không hiểu nhất chính là an ủi nhân tâm, vài câu khuyên giải an ủi nói đến, lại dường như châm chọc. Quả nhiên Trúc Khang nghe được lời này, thật tựa chọc tới tâm khảm chỗ đau, rốt cuộc bật khóc lớn. Trúc Tam Phu Nhân sắc mặt trắng bệch, lại cũng không biết nên như thế nào, chỉ phải liều chết giữ chặt bà cố nội, để ngăn bà lại tát tôn nhi. Chiết nhĩ đàn đàm tiếu dụng binh, Bắc quốc đệ nhất cao thủ không cần tốn nhiều sức, đã đánh bại thiếu niên nữ hiệp Trung Quốc, nhìn hắn coi đấu trường như trò chơi, hoàn toàn không coi các anh hùng thiếu niên Trung Quốc là đối thủ. Đám người Dương Thiệu Kỳ nhìn thấy cảnh này đều thấy hoảng sợ, lúc này liền thương nghị cũng không cần, tự bố đạt chiến quả. Bại liền bại, há có thể bị bại mất hết mặt mũi như thế. Sứ thần mông cổ cười lớn, đoạt lại cờ thưởng trong tay Hà Đại Nhân, Hà Đại Nhân lại hận lại bực, nổi trận lôi đình, hai tay giữ chặt không bỏ. Bốn tòa khách khứa cũng bàn tán sôi nổi. Hồ Chí Liêm thở ngắn than dài, Nghĩ khôi tinh chiến mũ quan liên quan đến lợi ích hai nước, thắng cũng không được, thua cũng không được, lúc này mới đưa ra một đám thanh niên tuấn kiệt, vốn định kéo dài thế hỏa đến trận thứ tư, nào biết đại tướng cuối cùng của địch quân thực sự võ dũng phi phàm, lần lượt chiêu chọc cao thủ Trung Quốc, giống như người lớn chơi đùa với trẻ con. Đợi đến việc này ồn ào sôi sục giang hồ, Trung Quốc trên dưới nhất định mặt mũi mất hết, Hồ Chí Liêm càng nghĩ càng hoảng sợ, nhịn không được hỏi. Hoa Sơn Tô trưởng môn đâu? Sao còn không lên đài? Hắn hỏi vài tiếng, lại không nghe môn hạ Hoa Sơn đáp lời. Hồ Chí Liêm ho khan một tiếng, hỏi Hoa Sơn Triệu Ngũ, Tô trưởng môn quý phái đâu? Tại sao hắn vẫn chưa tới đây? Triệu Ngũ nghe xong hỏi chuyện, lại ậm ừ kêu rên, Hồ Chí Liêm tức giận khó chịu, quát to, Triệu lão tiên sinh. Tô trưởng môn đâu? Hắn liên tục kêu to, nói cũng kỳ quái mỗi kêu một tiếng triệu lão liền nghe một cái mẹ ơi lại nghe một tiếng con a à, giống như sướng khúc hồ chí liêm chăm chú nhìn lại thấy triệu ngũ đang đứng cạnh trúc khang đang cùng trúc ra môn nhân kéo thiết thương trên người trúc khang chỉ là thiết thương kia trói rất chặt mỗi lần lôi kéo đều khiến trúc khang đau đớn kêu lên mụ mụ ôn nhu an ủi hồ chí liêm che mặt cười khổ chính không biết như thế nào cho phải thở dài tô trưởng môn nếu ngươi không tới thì làm sao bây giờ? Đang tự nhủ với mình thì nghe một thanh âm nam tử trung niên, nói, thị lang đại nhân nóng lòng rồi, Quỳnh tiểu thư nhà ta đã đi tìm tô trưởng môn. Đi rồi sẽ về, Hồ Chí Liêm quay đầu lại, chỉ thấy người trước mặt này tướng mạo tuấn nhã, trong lòng nhất thời dùng mình, vội vàng khom người nói, phó sư phạm. Hồ Chí Liêm có thể thấy rõ người trước mặt này họ phó, tên là Nguyên Ảnh, biệt danh Vũ Phong, có bộ râu dài hai thước, môi đỏ mắt phượng, dung mạo thanh nhã, người này là sư đệ thiên hạ đệ nhất năm xưa, cũng là sư thúc trưởng môn Tô Dĩnh Siêu hiện nay, năm ấy Ninh Bất Phàm phong kiếm thoái ẩn, phó nguyên ảnh phụ mệnh trưởng môn, phụ tá thiếu trưởng môn trong năm năm, đợi sau khi Tô Dĩnh Siêu trưởng thành, theo lời mời của quốc trưởng, đến Tử Vân Hiên làm kiếm thuật sư phạm, cùng thê tử sống ở kinh thành. Chính là phong lưu anh kiệt hoa sơn một thời. Tài nghe phó nguyên ảnh miệng xưng tên của Quỳnh gia đại tiểu thư, Hồ Chí Liêm cảm thấy buồn khổ, Hoa Sơn có Quỳnh Quốc trượng chống lưng, nói đến Tô Dĩnh siêu liền như phò, ai dám chiêu chọc hắn. Đám hoàng thân quốc thích muốn tới thì tới, muốn đánh thì đánh, trong chốc lát nếu vị trưởng môn này muốn chạy đến không thấy bóng người, người bị phạt lại là chính mình, hắn thở ngắn than dài, lại cũng không tiện nói gì nữa, chỉ phải lặng lặng chờ Tô Dĩnh siêu đến. Chiết nhĩ đan chính là ngự tiền hồ tướng, được khả hãn trọng dụng nhất. Mắt thấy trưởng môn hoa sơn chậm chạp chưa đến, cũng không để bụng, vẫy tay với nhân mã bên mình. Rất nhiều môn nhân liền tới hầu hạ tổ sư, hoặc khiêng ghế bưng trà, hoặc đấm lưng xoa eo. Chiết nhĩ đan ngả người trên ghế, hai mắt nửa mờ nửa khép, thỉnh thoảng uống mấy ngụm trà nóng, coi lôi đài là hậu viện nhà mình, thật không coi ai ra gì. Người không sợ hãi là người bất khả chiến bại chiết nhĩ đan cả đời hành tẩu nơi đại mạc mắt thấy trung nguyên cao thủ thanh danh tuy vang trong tay lại là văn nhã yếu đuối không chịu nổi một kích hắn híp hai mắt ánh mắt lôi điện cũng không ngừng quét về phía dưới đài liếc xéo một thiếu niên hắc tráng thiếu niên kia dáng người cực kỳ cao lớn cao gần chín thước không thấp hơn chiết nhĩ đan tuy cấp bị đệ nhất cao thủ mông cổ bể nghệ liếc xéo lại không cảm thấy khó chịu nhất thời chỉ khoanh tay mặt cúi xuống đất. Thấy trên người hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, thắt lưng hình rồng màu đỏ, hình thức tôn quý, trông lại cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ đến thiếu niên này xuất thân quan lại nhân gia, tất là một nhân vật trong triều đình Trung Quốc. Quá đến hồi lâu, Tô Dĩnh Siêu vẫn chưa tới, sứ thần Mông Cổ không nhịn được khó chịu, không khỏi thúc giục phía Trung Quốc phái người ra trận. Hồ Chí Liêm cũng biết đại tướng đối phương có lai lịch khác biệt, chính là cấm vệ tướng quân thát đát trước cai, người được chọn thứ năm bên ta chậm chạp không tới, không khỏi thất lễ, hắn thở dài, phải cử một vũ nhạc sinh, thỉnh hắn truyền cáo chết nhĩ đan, muốn hắn tạm thời đừng nóng này, lại chờ một lát. Vũ nhạc sinh kia đi tới liều tây, nói vài câu với chết nhĩ đan, mông cổ đệ nhất, cao thủ mỉm cười đáp lời, hồ chí liêm thấy chết nhĩ đan rất có lễ, tất nhiên là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không bao lâu. Vũ Nhạc Sinh trở về, nói, khởi bẩm thị lang đại nhân. Chiết nhĩ đan tướng quân nói, hoa sơn trưởng môn nếu không tới, cũng không quan trọng, hắn muốn tự chọn đối thủ, không biết ngài có ngọc toàn không? Hồ Chí Liêm Hoàng nói, này, này sao lại có thể? Lão gia hỏa này nếu chọn văn nhược thư sinh lên đài, không phải là chiếm tiện nghi chúng ta sao? Tâm tiểu nhân mới động, bỗng nghe một tiếng gầm từ lôi đài đối diện truyền đến, hắc ảnh đong đưa như có thứ gì đó bay thẳng về phía hồ chí liêm khiến hồ thượng thư sợ hãi a à a à xua tay lúc này kiếm thuật sư phạm phó nguyên ảnh ngồi bên cạnh điểm thương trường môn hải xuyên từ cũng ngồi ngay ngắn ở bên còn có nhị lão gia thần đao môn tống đức quang cũng ngồi không xa ba người xem hắc ảnh kia xoay tròn dồn dập phá không kỳ mãnh nhưng chỉ là một tách trà tam đại cao thủ sợ hồ chí liêm bị thương nhất thời vội vàng đứng dậy phó nguyên ảnh đứng gần nhất rất sợ chén chứa có nội lực, không dám duỗi tay tiếp, đang muốn rút kiếm chạm, chợt nhìn thấy chén trà tạo thành một vòng cung lớn, vèo một tiếng, đường đi quái dị, đánh thẳng về phía hắc y thiếu niên bên sân. Có vẻ như tương ứng với tấm lòng của Triết nhĩ đan, muốn người này lên đài tranh tài. Mọi người kinh nghi bất định, hắc y thiếu niên kia lại không hề kinh ngạc, khóe miệng hơi nhếch lên, pha thấy lạnh buốt, thoáng chốc nhanh như chớp đưa tay ra khóe mắt cũng không thèm nhìn đến tách trà, năm món tay mở ra, muốn bắt được chén trà vào tay. Liền vào giờ phút này, một bàn tay dành trước đưa qua, cầm chén trà trước thiếu niên kia, thiếu niên kia hơi dùng mình, dương mắt đi xem, thoáng chốc một thanh âm bình bình đạm đạm vang lên. Xin lỗi, thỉnh ngươi lui xuống, trận này là của ta, mọi người nghe người này nói chuyện ngữ khí tự tin, đều vội vàng thăm dò, lại thấy một thanh niên tay phải cầm ly, Tay trái rút kiếm, mỉm cười nhìn lại mọi người giữa sân. Người này khoảng 26, 27 tuổi, cách đó không xa là một quý công tử Tú Mỹ hơn người. Bây giờ Quỳnh Phương nếu đứng ở dưới đài, thanh niên kia nếu không phải Hoa Sơn trưởng môn Tô Dĩnh Siêu, thì còn là ai? Thiên hạ đệ nhất quan môn đệ tử đã đến. Trong lúc nhất thời, mọi người liều đông đều cao giọng hoan hô, nghĩ đến Tô Dĩnh Siêu nhân duyên không sống. Tô Dĩnh Siêu cúi chào Tứ Phương đang định bước lên lôi đài, đột nhiên tay bị siết chặt, lại thấy thiếu niên kia cầm chén trà, trên mặt tràn ngập sát khí, Tô Dĩnh siêu khẽ mỉm cười, lại cười nói, "Bằng hữu thích cái chén này sao?" "Nào, tặng cho ngươi." Nói rồi buông chén trà ra, giao vào tay thiếu niên kia. Tô Dĩnh siêu cố ý trêu chọc, thiếu niên kia làm sao có thể không tức giận. Thoáng chốc vừa nhấc mắt, trợn mắt tức giận, quang bạo bắn ra tô dĩnh siêu tuy không biết người này nhưng nhìn ngực chắc chắn chân ngưng như núi cao tất nhiên là người biết võ không thể nghi ngờ hắn khẽ mỉm cười vỗ đầu vai thiếu niên lại cười nói bằng hữu ánh mắt của ngươi quá lạnh sẽ cản trở sự tiến cảnh võ học của ngươi thiếu niên kia nghe được lời này hai mắt càng là thần quang bạo trướng vẻ bất mãn không vui không chút nào che giấu tô dĩnh siêu khẽ mỉm cười đối đầu kẻ địch mạnh tự không dành để ý tới chuyện nhằm chán này, lập tức rút kiếm lên đài, đóng băng thiếu niên kia tại chỗ. Khóe miệng của thiếu niên kia cong lên, trên khuôn mặt ngâm đen lóe lên một tia lửa, giải đỏ trên người vốn dĩ đang mềm mại rụ xuống, nhất thời giống như gió nhẹ thổi phù bỗng chốc lơ lửng. Hắn nhấc chân trái lên, bước chân rồng chuẩn bị bước đi, chợt thấy một nữ tử mỹ mạo đi tới trước mặt, nị thanh nói, sùng khanh, người ta sắp so đấu, chúng ta đến chỗ đó ngồi đi. Nữ tử này nói chuyện thanh âm kiều nộn thanh thúy, lại là a di Quyên Nhi, nàng dắt tay thiếu niên kia, mỉm cười chỉnh lại quần áo cho hắn, lại cười nói, tình hình chiến đấu tiền tuyến như thế nào. Cha người sẽ trở lại vào dịp Tết, dưới đài nhu phong nhẹ phẩy, giống như đầu mùa xuân, trên đài lại là đằng đằng sát khí, giống như ngày đông giá rét. Trên lôi đài một bóng hình chậm rãi đi tới. Hoa Sơn trưởng môn rút kiếm bước đi, nhìn cao thủ bắc quốc vô địch, đại tướng áp trận mông cổ Chiết Nhĩ Đan. Hai người chăm chú nhìn nhau, Chiết Nhĩ Đan đột nhiên mở miệng nói, Linh, Phác, Phiên. Linh, Phác, Phiên, Linh Phác Phiên, Chiết Nhĩ Đan không tốt hán ngữ, giọng điệu quái gì, nhưng hắn hỏi đích xác thật là cái tên uy chấn tứ hải. Ninh bất phàm, thiên hạ đệ nhất danh hào. Tô dĩnh siêu khẽ mỉm cười đôi tay giơ trường kiếm, xoay một vòng, sau đó chân trái tiến về phía trước, bắt đầu nhảy lên. Đây là hạc vũ thất tinh bộ, 12 tuổi ninh bất phàm phá giải nan đề 140 năm của Hoa Sơn, từ đây kết hợp võ thuật đương đại cùng thiên ẩn đạo nhân tam đạt kiếm, Hoa Sơn môn hạ thấy vụ bộ tế thần, đều cao giọng hoan hô. Tổ dĩnh siêu không nói gì, nhưng một vũ này đã nói hết hết thầy, thế gian tuy lớn lại chỉ có hắn kế thừa được tuyệt thế kiếm pháp của ninh bất phàm cũng chỉ có hắn mới có thể tự xưng là người thừa kế thiên hạ đệ nhất triết nhị đan không ngờ truyền nhân của ninh bất phàm lại trẻ như vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu thần sắc bình tĩnh như thường hắn chắp tay ôm quyền chậm rãi hai tay căng ra tả quyền giơ lên quá vai hữu trường bảo vệ bụng dưới đây là chiêu thức mới hắn tự nghĩ ra cũng là có được từ thảm bại hội tân võ thuật đại hắc thiên quyền. Hai đại cao thủ sắp đánh nhau, mọi thanh âm đều im lặng, vô luận là tuổi nhỏ đáng yêu A Tú Hoa muội hay là hà đại nhân quyền cao chức trọng, giữa sân mấy trăm con mắt, tất cả nhìn chăm chú hai người trên lôi đài. Người bình thường cao ước chừng bảy thước, thân kia như hùng hổ, cao tới chín thước, một người qua tuổi hai mươi, tranh lệch ba mươi tuổi. Lão ký chống lại thiếu niên, hai người công lực sâu cạn tất nhiên là vừa nhìn đã hiểu. Chỉ là mọi người trong ngoài sân đều hiểu rằng cuộc so tài này tuyệt đối không phải là cuộc so tuổi tác, cũng không phải cuộc so tài số năm nội lực, đây là cuộc so tài võ thuật, kiếm thuật cùng quyền pháp chống lại. Võ thuật cực cảnh, tay không trí tôn, sinh nở đi vào nhân thế, một khắc đó là tay không mà đến. Vô luận quyền cước truy khủyểu tay, chỉ cần hai tay không, đó là trở lại nguyên trạng trở về tự nhiên. Đây là công phu chết nhĩ đan luyện. Hoàn toàn tương phản, hoa sơn không có tay không võ thuật, hoa sơn trên dưới tất cả đều là luyện kiếm. Tô dĩnh siêu không tháo vỏ kiếm, hắn chỉ nắm lấy chuôi kiếm, im lặng nhìn đối thủ cao hơn mình hai cái đầu. Tô dĩnh siêu cao bảy thước, không có ngực hùng trắng rắn chắc, cũng không có cánh tay to như voi, so với chết nhĩ đan thân cao chín thước tướng mạo uy vũ thì hắn chỉ là một phàm nhân. Tiểu hài tử đi tới trước mặt lão hổ sư tử. Tuy nhiên, thanh kiếm trong tay hắn không hề nhỏ yếu, cũng không hề là phàm nhân. Chết nhĩ đan nếu là mãnh hổ, hắn chính là thợ săn. Thiên đảo giấu trong kiếm đảo, lấy kiếm biết thiên, lấy kiếm cầu đảo, phàm phu tục từ vì kiếm mà bất phàm. Hàn quang hiện lên, hài tử yếu đuối cũng có thể lực chiến mãnh hổ hàn phong nơi tay, mỗi người đều có móng vuốt, không có cao thấp mập ốm, mạnh hay yếu, giới hạn duy nhất, chỉ có khác biệt ngộ tính cao thấp. Lương tri, thương hại, ngộ tính, đây là sự khác biệt giữa người và thú, cũng là sai biệt giữa thiên tài cùng tục nhân. Kiếm là thiên tài võ đạo, thiên hạ đệ nhất cao thủ đáng khinh gầy yếu, hắn là như thế này nghiêm túc cảnh báo tô dĩnh siêu. Trận cuối cùng khôi tinh chiến ngũ quan, Tam đạt kiếm đấu đại hắc thiên, chiến này liên quan đến thắng bại hai nước, tất nhiên là can hệ trọng đại, không phải chỉ là tô dĩnh siêu và chiết nhĩ đan so mạnh yếu, càng là võ thuật tay không cùng kiếm pháp quyết đấu, nói đến ý nghĩa sâu xa. Cuối năm vui mừng khôn xiết, thời khắc cuối năm này tất nhiên hỉ khí dương dương. Trên lôi đài xuất sắc ngoạn mục, mọi người hai bên trên khán đài cũng nhìn không chớp mắt, A à Di cũng vậy, Mụ Mụ cũng thế liền muội muội cũng đang chuyên tâm quan khán luận võ, tự không người lưu ý đến hắn đã rời đi. Hắc Y thiếu niên độc thân đi ra giáo trường, đi vào một chỗ rừng cây không người, lập tức cởi trường bào ra, chỉ thấy cơ ngực hắn nổi lên, cánh tay quấn đầy gân xanh như rồng cuộn vòng trụ. Thân hình kia xương đồng ra sắt, hùng tráng khiếp người. Hắn lấy y phục hành tẩu ban đêm, chậm rãi mặc vào, ánh mặt trời chiếu vào tuyết, nhưng nhìn thấy dấu vết vỗ cánh bay cao trên tay phải càng hiện ra hắn một bước lên trời cầm tú tiền đồ toàn thân hắc y đội mũ trùm đầu màu đen thiếu niên hai mắt lộng lẫy tinh lượng khóe miệng cười lạnh nhếch lên hắn ném chén trà trên tay lên không trung đột nhiên hắn duỗi tay bắt lấy thân hình cao lớn cường tráng nâng chén hướng lên trời ngửa đầu uống bầu trời tràn ngập tuyết trắng bộ dáng kia thật dũng cảm dường như hắn phải hướng đầy trời thần phật cụm chén cùng ăn mừng năm mới sắp đến phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn